Ladies and gentlemen, COVID-19's fourth wave and the measures taken to prevent its spread have had a negative effect on business operation. The activities are suspended. For example, the orders are delayed and internal management is difficult. We can see that Vietnam is one of the countries that attracts significant investment from investors worldwide. And investment is still increasing to foster an investment environment conducive for business and foreign investment. In the context of COVID-19, the Vietnam International Arbitration Center collaborated with the ITPC Ho Chi Minh City and the Department of Planning and Investment, Vietnam International Business Lawyers Club, and the business organizations in Vietnam organized the conference on investment promotion. Investment promotion in context of COVID-19, the changes and measures to reduce risk to foreign investors. We would like to introduce the following guests. Madam Cao Thị Phi Vân, Deputy Director of Trade Investment Promotion Center of Ho Chi Minh City. Mr. Vũ Thiết Lộc, the Chairman of Vietnam International Arbitration Center, VIAC. Mr. Châu Việt Bắc, Deputy Secretary General of Vietnam International Arbitration Center, VIAC. The panelists include Mr. Phạm Trung Anh, Deputy Head of International Economics Department of Ho Chi Minh City Department of Planning Investment, Mr. Chen Jacques Buffet, the Vice Chairman of European Chamber of Commerce in Vietnam, Eurocham, Ms. Mary Tanoka, Executive Director of Amcham Vietnam, Mr. Sik Hee Chung, Vice Chairman of the Singapore Business Group, Mr. Adam Collet-Sazen, Executive Director of Chamber of Commerce of Industry of France in Vietnam, Mr. Marco Wand, Vice Chairman, German Business Association and Chief Representative, Delegation of German Industry and Commerce in Vietnam, Ms. Hoàng Nguyễn Hạ Quyên, Member of Vietnam Business Lawyers Club, Managing Partners of L&T and Partners, Mediator of Vietnam Mediation Center, VMC. Ms. Đinh Ánh Tuyết, Managing Partner of IDVN Lawyers, Arbitrator of Vietnam International Arbitration Center, VIAC. Mr. Hoàng Anh Tuấn, Lawyer from GMAC, VBLC Member. Before we start the program today, for your convenience to listen to our presentations, we may remind you that we have interpretation function at the right corner. And if you want to listen to the panel without listening to the interpreters, choose off. To choose everything in English, choose English. And to listen to everything in Vietnamese, choose Vietnamese. So we hope that you can make use of the function so that you can listen smoothly without the language barrier, because we have interpreters throughout the program. And now, Ms. Cao Thị Phi Vân, Deputy Director of Trade and Investment Promotion Center, IPTC of Ho Chi Minh City, shall be taking the stage for the opening remark. Mr. Vũ Tiến Lộc, Chairman of Vietnam International Arbitration Center, respected guests, to begin, I would like to extend greetings and appreciation to the representative of associations and business on behalf of the organizing committee with the conference on investment promotion in the context of COVID-19 changes and risk mitigation measure for foreign investors. Ladies and gentlemen, for Ho Chi Minh City, the COVID-19 pandemic situation remains complicated despite more than 3 months social distancing at various levels since May 31st, 2021. The pandemic has had a significant impact on all spheres of socio-economic life. The city economy grew slowly in the first 8 months of 2021, with total retail sales of goods and services falling by 10.57%, industrial production falling by 6.6%, and total foreign investment falling by 43.6%. The health sector was disproportionately impacted by the decisions to devote all available human resources and facilities to pandemic prevention and control. According to General Statistics Office, the city GRDP will grow by 2.8% in 2021,
The city is currently collecting public comments and finalizing the plan for COVID-19 prevention and control. Thành phố nhận thức sâu sắc rằng một môi trường đầu tư tốt đối với các doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở các chính sách ưu đãi, khuyến khích mà còn quan trọng hơn đó là sự đồng hành của thành phố, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Do đó, tại hội nghị lần này, chúng tôi chú trọng cung cấp những thông tin liên quan đến những thay đổi và những biện pháp giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư nước ngoài. And through this, you will have some timely adjustment to your business. Once again, thank you for your time to join our program today. I wish you the best for our seminar and also your family. Thank you very much. And after this, we are going to listen to Mr. Vũ Tiến Lộc, the chairman of Vietnam Arbitration Center, VIAC. He shall speak to us right now. Thank you. Please, Mr. Vũ Tiến Lộc, the floor is yours. Madam Cao Thị Phi Vân, representatives of the departments and the business associations and Vietnam Business Lawyers Club, ladies and gentlemen, it could be said that the disease is now on the spread, and we are in Hanoi. We would like to express our affection for the losses and the hardship that Ho Chi Minh City and the southern provinces have been undergoing, and especially those people include the businesses because they are suffering because of the pandemic. We also know that the economic centers of the country have been under big pressure, and the people are now suffering, and especially we cannot say that the pressure is over. The economic development in this month was less than last month, and we have seen the 4.2 decrease in the industrial ratio, and 7.4% compared to last year, and the supply in the AFF, the agricultural forestry, has been down. And the 6 months of the year, we have 85,000 businesses stopped doing business, and that is the record level, and that is 24.2% compared to year on year. So more than the number of newly registered businesses. So the businesses are in operation. They are now under some tremendous pressure, and they could not stand for some months ahead. And actually, some businesses are now frozen. And actually, the supply chain has been disrupted a lot and difficult to recover. And some other people are now looking for the other supplies. So after that, we have seen a lot of the livelihood for people, and then welfare, and hundreds of thousands of workers and laborers have been under the pressure of COVID, and their livelihood is badly affected. We see that the government and the local government, and also Ho Chi Minh City government, have been recognizing that we cannot close the economy forever, and we have to open. We have to make a better approach to protect the economy and for the fighting against the pandemic, and also to serve the economy. And to protect the economy means we have to protect the system of the society, livelihood of the people, and the system of the finance of the country. And step by step, we will open up the market. And that is the national policy, because actually, the pandemic will extend, and COVID will be our long-term fight. In the war, any war, we had some of the mindsets, like we produce, we manufacture, and we fight against enemy. And that is the way that we approach it right now, because the pandemic, we have to fight it and also to safeguard the production. And for the coming days, we are now facing the open or die situation, because we open to kick off the economy again, to live in safety, security, and that is something we have to do.
That is the way that the world is approaching. And for this policy, we have to accept the controlled situation. And we have to open for businesses, for welfare, and for livelihood, and like other countries have been doing. For the concrete solutions, we have many things, like the vaccine passport or the people who have two shots, double jabbed, they can travel freely, or limited travel for persons, people who have one jab. And we also have to comply with the Ministry of Health regulation. We allow for the flow of the goods as long as the goods are in the list of allowed transportation and as provided by the Ministry of Health. And these regulation and provision, I think, have to be in coordination from the central level to the local level and to avoid complications. And for the production area, we propose that the MOH will promulgate the guidance, and VCCI have been talking to the MOH and the government to study and to promote the guidance for the businesses to start business again. And we have the dual purpose to fight against the pandemic, but we have to take care of the manufacturing activities more than ever. The fines or the sanctions or the rewards will be to all people, be production also, not just fighting against pandemic. Like the curfew cannot be carried out in a very bad way, like it is happening in some localities. And we have to look at the disciplines, because we cannot stop people from making their livelihood and making ends meet. That is something that we cannot afford to do. And we, Ho Chi Minh City is now kicking off to open the economy. And that is the good time for the business community domestically and internationally to kick off again and to open business again. We are thankful to the investors from overseas who come to Vietnam. And in the very difficult time like this, they are still attached to Vietnam and invest heavily into Vietnam. And this is one of the things that we find very touched about, because that helps us to protect the people's livelihood and protect our economy and for the economic growth of Vietnam and to protect your own interests. For the business association, in many ways, they work with VCCI, with many localities, with VAC. They have proposed something very good to the government. Good points are proposed to the government in order to promote and to protect the business activities, production activities. And the investors from overseas are the key driver for development of our growth. And up until 20th of August 2021, statistics, the FDI flows into Vietnam was reaching $20 billion. And that was 97% year on year. In the context of difficulties and hardship like this, Vietnam still retained like the same as last year, and that was a commendable effort. And that proves the trust of investors in Vietnam and in the environment of business in Vietnam. And they believe that Vietnam can control the pandemic and can manage the pandemic and open the economy. Although we see that there must be some measures, some proactive measures, in order to promote the activities and investment productions in this context. And we have the context so that to help the investors to reduce their risk in every way, including a legal side and the business environment. And in that note, today, VIAC Vietnam is very honored to be working with ITBC Ho Chi Minh City and the DPI Ho Chi Minh City, the Business Lawyers Club, and the business associations to organize this event. This promotion is one of the seminars organized in a very special context in the storm. So it is important
in the normal context, the FDI flows into Vietnam is very, very important. And in this time of pandemic, it is extremely important. And I am thankful to the investors overseas for years have been attentive to Vietnam and loyal to Vietnam. And they chose Vietnam for their destination, their second hometown. And I think that AmCham, Eurocham, and many other business associations here are here today. They are my best friends for years in promoting the business and investment in Vietnam. And I hope that you will continue to work with VCCI, with us, with VIAC, with the department and planning in all the country in order to promote and to safeguard the FDI in Vietnam. And with that belief, I would once again welcome you on board with our seminar today. And I believe that we shall be seeing a very successful meeting and with a lot of information, hands-on experience, so that the businesses can control their risk, manage their risk, and continue to invest into Vietnam going forward. VCCI, VIAC, VAIC, and we have been together with you and will be together with you in the promotion activities. Thank you very much. Thank you, Mr. Vũ Tiến Lộc. I would like to introduce Mr. Phạm Tuấn Anh, Deputy Head of International Economics Department, Ho Chi Minh City, Department of Planning Investment. He shall now present the overview of investment in time of COVID and difficulties to foreign investors. And for the economy to run again. And in the presentation, I shall now go into three contents. The first thing of all, about the investment in Ho Chi Minh City and the difficulties and advantage when people carry out investment in Ho Chi Minh City. And the third point, I know that a lot of investors come from EU and US. So I would like to give you some overview and information regarding their business in Ho Chi Minh City in Vietnam and some things that the EU and US enterprises can note down when they carry out the investment in Vietnam. I would like to go into the details right now. And for investment overview, Ho Chi Minh City in the first 8 months of 2021, from January 1st, 2021 to August 20, 2021, the inflow of FDI into Ho Chi Minh City reached $2.17 billion, accounting for 56.41% of total investment over the same period, in which you can see in Ho Chi Minh City, it was decreasing substantially. And the new register projects were comprising of 386 projects with $375.46 million, and the capital adjusted 117 projects with $647 million, including capital increase and decrease, and the capital contribution, share purchase, capital acquisition, and M&A. Come up to $1.15 billion with 1,626 cases. So you can see that this is the sign, a telltale sign. And also, there are some things that Ho Chi Minh City have to think twice, because actually, in the beginning of 2021, Ho Chi Minh City was carrying out some of the social distancing. And some of the companies kept manufacturing, and some administration still carry out the job. But mostly, for the social distancing, people could not move, and therefore, things were not
carried out. And also, the transportation agency could not work, and therefore the investment could not be kicked off or carried out or adjusted. So these are some of the big things that happened. And so when we compare the FDI in 2020, 2021, you can see that a lot of decrease could be seen here. For example, for the share in equity in 2020, for the 8 months of 2021, only 1,153 cases, and for M&A. So we can explain this. In 2020, it was the whole year. For 2021, it was just like 8 months of the year. And according to our experience, in many cases, many years, the investor expanded their activities at the end of the year, so the numbers could be higher. But for the social distancing in Ho Chi Minh City, and in the context that everything was in difficulty, and the contagious disease still spread out, and I am not sure about the 3 months of the year, we'll see the breakthrough in the numbers. And we have some difficulties. And also, in 2021, I can see the inflow of FDI investment, the newly registered or adjustment, will increase or not. It's up to our effort, and we must witness trust from the investor. So only with those, we can see the breakthrough in the 3 months of the year. And the investment, capital, newly registered projects could be higher. And additionally, there is a discrepancy between the activities in and outside of the industrial parks. Ho Chi Minh City is a large area, and so the land for industrial development was limited because of the land price and the land fund. As the management of the city, and for years, the investment into outside of the industrial park was higher, much higher than inside the industrial parks. I will go down into this information later on, but in fact, the rate of FDI into manufacturing and construction, real estate, commercial real estate, services outside of the industrial park take a higher portion than inside the industrial parks. So all in all, for the 8 months of the year, the group which takes a large part is real estate, 57% of the whole activities in the first 8 months. The second sector is about wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, tree, transportation and storage. Manufacturing comes later, and then others. You can see that our strength nowadays and the driving factor of Ho Chi Minh City was still focused on real estate, logistics, supporting services for manufacturing. And this is something that Ho Chi Minh City government is now going into some studies to see the trend of investment and how about the chances, the opportunities for development, so that we can build up some policies which can be conducive to the development of these.
to assist investors so that they can be feel the peace of mind to invest into Ho Chi Minh City. And from Ho Chi Minh City, they can reach out to other provinces around the area, in the southern area. And that is something that Ho Chi Minh City is now studying and to build up the plan, the policies, strategies, and so that the investment structure does not focus on real estate, but they will expand more in the sectors so that Ho Chi Minh City can leverage their strength. For our partners and the countries or territories that invest into Vietnam, into Ho Chi Minh City, Singapore is one of the biggest in Ho Chi Minh City, with 204 million USD, and then comes the Netherlands, $8.1 billion and 13 projects, and then Japan, Korea, China. And these are the groups of investors in the top 5, top 6 for the whole country, and Ho Chi Minh City enjoys the same structure. And as I just explained, they focus on real estate, logistics, and services. For the M&A activity for 8 months of the year, this has been a focal point which a lot of investors are interested in. The number of projects and M&A deals or increase the capital and contribution for business activities in the 8 months of the year have been high, and they focus on wholesale, retail, repair of motor vehicles, real estate, professional activities, scientific activities, manufacturing, processing, construction, accommodation and food. And as I explained, these are very conducive to environment here, and even for the new investors and people who want to take the lead in the market, when they have already had the infrastructure, they can go into M&A because that will help them to land into the country faster, quicker, and they can be sure of what they invest. And so these are the sectors that take the lion's share of the whole structure of investment on M&A. And for the trends, we can see the countries and territories here. Korea has emerged with 667 cases in M&A with 700 deals. But they have spent only $200 million, but Singapore, they went into the number of deals were 145, but their investment came up to 521 million, because Ho Chi Minh City have witnessed some cases where Singapore investor, they invest into Ho Chi Minh City into real estate projects, and these projects take a large portion of the investment. And one of the things we can keep mentioning here, talking about Ho Chi Minh City investment, about the number of projects which cease to operate, because this one proves what happens on the ground, and also it shows our current situation about the health check of the businesses, the health check of the investor in Ho Chi Minh City.
Looking at this number, we can witness a large variation here. And especially for the recent months from June 2021, so the project which was put to a halt was increasing. The number from June to August 2020 was increasing. The number of projects that were put to a halt was increasing. And also in 2021, you see some of them are still in the retention, and they keep on the flat rate because some of the investors have seen that the pandemic is out there and they have prepared themselves and they have to make their long-term plans. And therefore, this year, they did not stop their operations like last year, because in the first wave of the pandemic, they were very much undecided what to do, and they ceased the operation. And for 2021, they have a longer plan, especially in Ho Chi Minh City and southern area. For the administrative procedures of investment registration that Ho Chi Minh City received from the investors from January to August, we have seen some of the variations in numbers here. In 2020, the variation was large, and in 2021, the variation was not so high. For example, in the number of the project in 2020, if we compare with the number of portfolio that we received in June 2020, the number of projects that which Ho Chi Minh City received was 651, and it came down to 468 next month. And on August, it was only 111. And for 2021, there was a variant. And we can see that the number came down in recent months. In June, 540, July, 607, and August, 472. The numbers in red . And I have led you through some of the figures which show you the overview in Ho Chi Minh City in recent months, and those cannot reflect the whole bigger picture in Ho Chi Minh City. However, partly, it shows you the part of the bigger picture of the difficulties, hardship, and some things which rather the investors difficult. And for the coming time, with the regulators supporting investors in Ho Chi Minh City, I believe that there are some things will be difficult, and some advantages when they conduct the investments. And I hope that the investor can consider and they can be determined to stay, to invest, and to expand their operations going forward. And for the disadvantages, we can see the first production cost is now increasing. This is the biggest thing, because compared to the normal context, the cost, for example, in manufacturing, in the social distancing, it was increasing a lot. The manpower, material, input levels, transportation, logistics, remuneration, and other payments to safeguard
the security, for example. Also, it's difficult to transport the goods, and sometimes the supply chain was disrupted, and that proves themselves as something difficult for all manufacturing companies. And one thing which has a big impact, like Ho Chi Minh City, is the consumption market also. So therefore, when in the context of social distancing, it affects the market very much. And also, we don't have enough labor under social distancing. And because of the laborers who could not stay in Ho Chi Minh City, they already went back to their hometown. And for some restrictions, they apply to professionals and migrant workers and experts coming to Vietnam. We could not have that flow. So you can see, well, these difficulties are there, but we can also have some advantages. In the social distancing context, many companies went out of business. So it's a good chance, opportunity for the ones with the capacity to expand and to lead the market. The competition decreases among rivals and reduce space and rental cost, and many policies are conducive for businesses and administrative procedures. In Ho Chi Minh City, we try to better our administrative procedures for investment registration and business registration, so that we can reduce the worries of registration and paperwork for the investors. And these are some of the preliminary information. And I would like to go into the next part, which comprises the investment from US and EU. And these are the new projects and the increased capital and the M&A. And we cannot say these things are good numbers, but I think they have the very good contribution to the city. For example, for the new projects in EU, we have 74 projects with 95.6 million. And from US, we have 23 projects with 1.06 million. And for the capital increase, we have 15 cases for EU, 55 million, and 2 cases of 6.57 million from US. And for the investors in EU and US, we hope that going forward, these groups of investors will have more attention to manufacturing and production in Ho Chi Minh City. And one of the cases, Intel, they are increasing their capital in Ho Chi Minh City, and Unilever, $181 million. And I hope that these leading enterprises will continue to keep their production and also investment in Ho Chi Minh City. And all in all, in EU and US, they take about 12%. Not a large portion, but I hope that given the context that we are going to make effort, I think more resilience will be seen in this group and more investment will be made from this group of investors. I have led you through some of the information and our view of the investment. And after the talk from the speakers, I hope to receive more conversations with the investors, the people who are really interested, and to share with Ho Chi Minh City meaningfully so that we continue our business operation, so that we can bring the work, jobs to the workers in Ho Chi Minh City. Thank you very much. Thank you, Mr. Phạm Tuấn Anh, for sharing.
during the time that we listen to the presentations, you have questions to be shared. You can make questions in the chat, the box chat that we have established, or the Q&A session, so that we can collect the information and then we put them in the Q&A session at the end. To know more about the businesses in Vietnam, I would like to go into the situation of enterprises. I would like to begin a discussion with Ms. Mary Tanoka, Executive Director of Anchang Vietnam, to share about U.S. businesses in Vietnam. Ms. Mary Tanoka, the floor is yours now. Thank you very much. Madam Cao Thi Phi Van, Chairman Lop, Mr. Pham Thuan An, colleagues, distinguished guests, I am honored to be here today to represent AmCham Vietnam and our 550 corporate members and 2,000 individual business representatives throughout Vietnam. Together, we account for billions of dollars of investment, tens of thousands of dollars of direct, tens of thousands of direct, and more than 1 million indirect employees, more than 30% of Ho Chi Minh City's exports, and a significant portion of Vietnam's tax revenues. I want to first acknowledge we are in the midst of an incredibly challenging time. Last year, Vietnam was one of the fastest growing economies in the region, if not the world, and the only country where many of our AmCham members were able to operate 24/7. We enjoyed freedoms rare in this world. This year, the highly transmissible Delta variant is posing extraordinary challenges for the Vietnamese people, the government, and our businesses. The Delta variant is also posing extraordinary challenges throughout the world, as we see in the US, Europe, and other countries in the region. AmCham Vietnam is committed to supporting the government's COVID-19 dual goals of protecting lives and livelihoods, ensuring the health and safety of the people, and enabling economic growth and recovery. We support the Prime Minister's strategic policy direction to adapt to living with the virus safely. We believe in the strength and resiliency of the Vietnamese people and the Vietnamese economy. And we're committed to Vietnam and Ho Chi Minh City, and we are invested in the future. AmCham Vietnam has been a strong advocate of US vaccine diplomacy. We welcomed the US donation of 6 million doses of vaccines and the longstanding bilateral cooperation on global health security, as well as the announcement during the recent visit of Vice President Kamala Harris of the establishment of an ASEAN regional office of the US Centers for Disease Control in Hanoi. Our members' top priority is for the government to continue to ensure transparent, equitable, efficient, and safe distribution of vaccines according to priority risk groups. We hope these priority groups can focus on elderly and those with pre-existing conditions, shippers and frontline sellers of essential products, and workers in industrial parks, ports, and logistics, particularly in Ho Chi Minh City in the southern region, both for first and second doses. In a recent survey of our members conducted in late August, 85% stated that vaccines are the key to enabling a safe reopening and economic recovery. We're grateful that the government has prioritized Ho Chi Minh City in the southern economic region for vaccines, and that more of our members are receiving both their first and second doses, including our children's teachers. We also hope that the private healthcare system in Ho Chi Minh City in Vietnam can be fully empowered to provide support to supplement the public sector, both to administer vaccines and provide care to patients with COVID, including telemedicine home care. We hope that customs procedures can be expedited to ensure timely arrival of life-saving pharmaceutical products and medical devices. The manufacturing bubble models created here in Ho Chi Minh City and other provinces to allow continuity of operations during COVID have been extremely useful as an interim measure, but they're not sustainable from a cost, logistical, and worker health, safety, and morale perspective. In our recent survey, we found that our manufacturing members, already 20% of them had shifted some production to other countries, with another 14%
actively considering shifting. We also found that 13% of our companies had already totally ceased operations, and nearly half, 46%, were operating under 50% of normal operations. As we move towards a new normal, it will be important to have countrywide coordination of policies, including for transportation, availability of rapid tests, and policies to isolate and remove F0s rapidly to ensure worker safety and minimize the impact on operations. In that regard, we welcome the government's issuance yesterday of Resolution 105 on support for businesses during COVID, and the Prime Minister's creation of a COVID Business Response Task Force led by Deputy Prime Minister Kai to coordinate implementation. We also welcome that Ho Chi Minh City is now developing its own plans to enable a safe reopening and economic recovery. We look forward to development of a vaccine passport and efforts to streamline both the entry of foreign experts, managers, and investors, as well as domestic travel, as announced yesterday by the Ministry of Foreign Affairs and just commented on by Chairman Lo. AmCham is invested in Vietnam's success. Last year, thanks to generous contributions from our members, AmCham donated 250,000 surgical masks, Thermo Fisher PCR testing and analysis systems, and a fully equipped Ford ambulance to Vietnamese health authorities. AmCham is now carrying out another AmCham Cares fundraising campaign. We expect to deliver 4 Medtronic ventilators worth over $200,000, as well as more than $100,000 of other urgently needed medical equipment later this month to support the government's response. AmCham Cares is also carrying out fundraising to support local NGOs providing food and essential products to those in need, supplementing the government's efforts. AmCham is optimistic about Vietnam's future. Vietnam has incredible advantages as a destination for investment, with a strategic geographic location close to source and destination countries, a stable political environment, a dynamic economy, young, well-educated, tech-savvy workforce, a rapidly growing middle class, and a welcoming approach to foreign direct investment, as is demonstrated by this event today and AmCham's ongoing partnerships, both with the central government and the Ho Chi Minh City People's Committee and the Investment and Trade Promotion Center and VCCI, and soon VIAC as well. It is also a beautiful country with wonderful people and delicious food. That said, if you're considering investing in Vietnam, it's important to do your homework and do your due diligence. Make sure you have good advisors, lawyers, or consultants. AmCham has many such expert advisors among our members, some who have been here for decades, some perhaps not for decades, but here today wearing another hat with the Singapore Business Group is from Baker & McKenzie, one of our longest established members of AmCham. So I want to thank you again to ITPC and the Vietnamese International Arbitration Center for today's event. And we hope Vietnam will beat COVID-19 soon. Your success is our success. Thank you. Thank you, Madam Mary Tan Oka. And especially, you see that AmCham Vietnam has been supporting Vietnam a lot, and these contribute meaningfully to live with COVID-19 and also to safeguard Vietnam enterprises. And next, I would like to invite you to listen to Mr. Jen Jack Buffet. So, Mr. John, please. Hello, everybody. Xin chào tất cả mọi người. Happy to welcome you in behalf of Eurocham. Một lần nữa, xin chào mừng mọi người đến với buổi hội thảo ngày hôm nay thay mặt cho Eurocham. As you know, Vietnam has been facing a very difficult situation with this COVID crisis. And I must say, like other foreign business association,
we are facing a difficult time. We have statistics according to our most recent survey. 18% of our members had to diversify, to divert their order out of Vietnam to other countries. And another 16% are considering doing it. So make no mistake, please. We are not talking about pulling out, but just diverting orders. But it means altogether one third. It's considerable and unprecedented. So that's why it's important. 80% of our 1,000 members are working in the ocean area. So it shows you how difficult and serious is the situation. So the first conclusion which has to be drawn is that the three-in-one policy cannot work beyond few weeks because it creates too many bottlenecks and it totally disorganizes the production. Workers simply doesn't show and come to the factory. And therefore, it has to be replaced by the only policy which can combine fighting against the disease while restoring normal activity, which is vaccination. Vaccination should be the priority in all, first in the workforces, and as well as possible in the normal population. The second point is that the strategy of prioritizing certain sector because they are key for export, etc., again, doesn't work beyond a few weeks. And it creates perverse effect in restoring managed economy. There is, in the modern economy, there is an interdependence between the various sector and you cannot prioritize. Every sector is needed for the activity. If you take, for example, electric appliance supply, and there is no factory which cannot work without electricity. So after a while, you create bottleneck, and it's very important that as soon as possible, full free activity are restored, with the exception of ban sector. But we cannot continue to live with this prioritized sector. Yeah. What is the third point, which is also important, is to restore the exchange with foreign, particularly in our cases. It's important to restore investment that experts and investors are able to visit rapidly and without burdensome and lengthy procedure Vietnam. Nobody will invest money in a country if he cannot come and visit the country. Of course, the key word for that, again, is vaccination. Only vaccinated people should be given this free access, but there is no point maintaining a lengthy procedure where you have to show you the copy, notarized copy of your diploma you got 50 years ago, just because you want to visit a country where you want to place order, where you want to invest money. So again, we need to liberalize, simplify, and this is also the last message I would like to convey to you. Well, the situation with COVID is serious, and we need to take all necessary steps, but it should not be the pretext for restoring managed, pre-registered, prioritized sector, etc. We should come back to normalcy as soon as possible. And under this respect, it's important that Ho Chi Minh City có thể được hoạt động ở một cái mức độ vừa phải, cũng như là để có thể tận dụng được tất cả các cái nguồn hỗ trợ từ các cái bên khác nhau. Và chúng tôi nghĩ rằng đây là những cái
ý kiến mà tôi muốn mang đến dành cho mọi người trong ngày hôm nay, để các cái bên từ phía cái góc nhìn của các nhà đầu tư, các cái tổ chức nước ngoài để có thể có được những cái sự tự tin nhất định vào trong cái môi trường Việt Nam và mang đến biến Việt Nam trở thành một trong những cái trung tâm đóng cái vai trò quan trọng trong cái chuỗi cung ứng của toàn thế giới và có thể khôi phục nhanh nhất có thể. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn ông Jacques Boffler, với phần chia sẻ vừa rồi. Với những cái chia sẻ của ông Jacques thì and chúng ta. And I hope that you can see from Unicharm, you see a lot of support coming from overseas investor into Vietnam. And for like Amcham, Unicharm also have some support and proposals to Vietnam for recent months. And I would like now to have Mr. Sek Chi Chung, Vice Chairman of Singapore Business Group, to share about the businesses in Singapore working in Vietnam, some proposals, some notes that they have seen. So, Mr. Sek Chi Chung. Cảm ơn quý vị và đại diện cho doanh nghiệp Singapore, chúng tôi xin cảm ơn vì đã dành thời gian cho chúng tôi. Singapore là một đối tác đã đầu tư rất nhiều tại Việt Nam và từ lâu. Singapore đầu tư rất là nhiều lĩnh vực, từ ngân hàng, logistics, rồi khu công nghiệp, v.v. Và để trong các bối cảnh này thì chúng tôi cũng cảm ơn là chính phủ đã, chúng tôi biết là chính phủ đã có những cái sự khó khăn để làm sao để có thể quản lý và kiểm soát được COVID và cũng như giữ cho người dân được an toàn, cũng như cái phát triển kinh tế. Tuy nhiên là theo những cái cách mà chúng ta thấy rằng là có những cái vấn đề đi kèm, những cái vấn đề đó nó không có đi khỏi ngay mà chúng ta cũng phải phối hợp với nhau để làm sao đó. Tức chẳng hạn tức là cái thu nhập của con người, rồi người dân thì không thể hoạt động đi lại được, và cũng như là trẻ em không thể đến trường. Chúng ta thấy là cái nghị định mà 105 của chính phủ cũng là đã hỗ trợ chính phủ, chính quyền cũng đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp rất là nhiều. Chúng tôi cảm thấy rằng là cái nghị định này đã giúp cho các doanh nghiệp để cải thiện, để phục hồi và hoạt động kinh doanh, và trong lúc đó là hỗ trợ cho người dân làm sao để có cái cách thức mà để vượt qua khó khăn. Thì đấy không phải là một cái mục tiêu dễ dàng gì để đạt được, mà tôi nghĩ rằng là sẽ là một cái việc rất cần thiết để chúng ta làm. Và cái nghị định 105 này đã cho thấy chúng ta một cái bước tiến mà chúng tôi nghĩ rằng là các bộ ngành có liên quan sẽ thực hiện tốt những công tác này, triển khai này, và có những cái feedback từ phía các thành viên của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nói là một số cái con số như sau. Từ về mặt mà quản lý về chi phí thì nó sẽ bao gồm làm giảm thuế hoặc là miễn thuế hoặc là chậm nộp thuế, sẽ liên quan tới những cái quỹ chẳng hạn như là đóng góp cho những cái quỹ về bảo hiểm xã hội v.v. hay là những cái chi phí khác, và những cái cơ sở, những cái chi phí tại đi đầu vào quốc gia chẳng hạn như là biên giới hải đảo hay là những cái chỗ nhập khẩu, thì chúng ta thấy rằng là phân số người dân lao động và những cái trung tâm dịch vụ đã cần thiết phải có những dịch vụ tốt đi kèm và nhanh chóng. Và nói về cái phương diện quốc tế thì để dòng vốn từ nước ngoài, các chuyên gia nước ngoài di chuyển vào Việt Nam thì chúng ta cũng phải có một cái hộ chiếu vaccine và có những biện pháp để cho họ di chuyển mà không cần phải có thời gian quá lâu để mà cách ly, vân vân. Rồi về mặt sản xuất tại các cơ sở thì trong trường hợp chúng ta cũng không thể đóng cửa các nhà máy được, chúng ta phải cho phép cử công nhân, các doanh nghiệp để làm sao thực hiện được những cái biện pháp mà gọi là an toàn lao động tại chỗ của mình, là họ cũng phải là ba tại chỗ, chẳng hạn như ăn ngủ tại chỗ và thực hiện sản xuất tại chỗ, và có những cái biện pháp phòng ngừa theo đúng quy định của Bộ Y tế. Và bây giờ thì chúng thấy rằng là về công nghệ cũng phải là một cái điểm cần phải nhìn vào đây, có nghĩa là làm sao phải sử dụng công nghệ để có thể những hạn như là telemedicine, khám bệnh từ xa, khám bệnh từ xa, và những cái quy trình của chính phủ hay là những cái quy trình đăng ký kinh doanh có thể thực hiện trên mạng. Và chúng tôi cũng hiểu rằng những cái biện pháp để mà có
những biện pháp mà ban hành văn bản vân các thứ, hay là những quy trình thực hiện cũng phải được thực hiện tốt hơn, những cái chữ ký điện tử chẳng hạn, cũng rồi đối với nhà đầu tư là trong nước cũng như là ngoài nước, rồi e-commerce thương mại điện tử các thứ cũng đang được thực hiện, và đó là một ngành phát triển rất mạnh mẽ với cái đối tác trong nước cũng như ngoài nước, mà chúng ta cũng sẽ giữ cho nền kinh tế nó hoạt động như thế. Và dĩ nhiên quan trọng nữa là nói về vaccine và chăm sóc sức khỏe y tế, thì đối với chính phủ sẽ tiếp tục có được thêm vaccine, phải càng nhanh càng tốt là triển khai vaccine trên diện rộng cho dân chúng. Và chúng tôi nghĩ là sự hỗ trợ của các trung tâm y tế công và tư cũng như trong nước và ngoài nước, các chuyên gia y tế v.v. thì tôi nghĩ rằng là những chuyên gia y tế sẽ cho cái dịch vụ của mình từ xa, chẳng hạn như là qua điện thoại hay là những cái biện pháp khác. Thì nói chuyện về chủ thực phẩm, thì chúng tôi cũng hiểu rằng là thực phẩm là nó bị ảnh hưởng do cái chuỗi cung ứng chúng ta đang không có được hoạt động suôn sẻ. Và vợ tôi cũng có một cái nhà hàng, tôi biết rõ điều này, tôi thấy rõ là những cái tiệm ăn nhỏ, những cái cửa hàng nhỏ thì họ chưa tới mức của một nhà hàng lớn. Mà khi chẳng hạn như là bây giờ những cái tiệm ăn nhỏ đó cũng khá là khó, bởi vì họ là một người làm tất cả cho nên họ khó mà giao hàng cho khách hàng chẳng hạn. Thì tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta mở cửa thực sự là nền kinh tế thì có một số cái vấn đề khác cần phải được làm một cái gánh nặng. Nó là một cái nặng mà cũng không nên làm như là gánh nặng như thế. Chẳng hạn như tôi cố gắng làm sao chính phủ phải nên đẩy mạnh chương trình vaccine của mình và cũng như chăm sóc sức khỏe y tế cho cộng đồng từ cả hai phía công và tư. Và do công nghệ cũng là một cái điều tốt đưa vào cuộc, do đó chúng ta hỗ trợ được, chúng ta hy vọng là sẽ hỗ trợ được người dân của Việt Nam và làm sao để có thể là từng gia đình có nhận sự được hỗ trợ đó. Và đối với các biện pháp đó sẽ tạo nên cái sự niềm tin lớn hơn vào cái môi trường đầu tư tại Việt Nam trong cái thời điểm khó khăn này. Và tôi xin cảm ơn vì đã chú ý lắng nghe. Thank you, Mr. Xie Chung, for your sharing. The things that you mentioned are the things that the businesses are focusing on changing. Xin cảm ơn ông Vũ Tiến Lộc, là chủ tịch VIC, bà Cao Thị Phi Vân, phó giám đốc trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là tất cả mọi người tham dự trong hội thảo ngày hôm nay. Một lần nữa tôi xin cảm ơn về cái lời mời tham gia cái hội thảo ngày hôm nay, cũng như là có thể được chia sẻ từ phía đại diện của Hiệp hội Doanh nghiệp Pháp. Thì tôi muốn chia sẻ một số những cái thông tin thông qua cái khảo sát mà tổ chức của chúng tôi đã thực hiện trong vài ngày cũng như là vài tuần qua. Dĩ nhiên là với tình hình về dịch bệnh hiện tại thì những cái tác động đối với kinh tế, với sự tăng trưởng thì doanh nghiệp và Pháp hoạt động tại Việt Nam đang bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Thì hơn một năm trước, thì vào tháng 3 năm 2020, CCIV đã khảo sát hơn rất là nhiều các doanh nghiệp khác nhau. Trong các cái bên tham gia thì khoảng 50% cho rằng là họ đang gặp rất là nhiều khó khăn về mặt tài chính, và những cái sự suy giảm trong hoạt động khiến khoảng 30% các công ty tham gia khảo sát họ lo lắng về cái khả năng duy trì doanh nghiệp. Và trong vài tháng qua thì CCIFV cũng đã tiến hành một cái khảo sát mới nhằm đánh giá những khó khăn và hạn chế mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt trong giai đoạn làn sóng COVID lần thứ tư tại Việt Nam. Thì xin lưu ý là những cái khảo sát này hướng đến các cái doanh nghiệp SME vừa và nhỏ chứ không phải là cái doanh nghiệp lớn. Và tôi muốn nhấn mạnh rằng là các doanh nghiệp SME này thuộc CCIFV đóng rất là vai trò quan trọng trong cái quá trình phát triển và thúc đẩy kinh tế tại Việt Nam. Thì với vai trò của chúng tôi là Hiệp hội các doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam, thì chúng tôi tổ chức các cuộc họp để có thể thảo luận các cái vấn đề với các cái doanh nghiệp thứ tư, và chúng tôi cũng chia sẻ với các cái đối tác tại Việt Nam làm sao để chúng ta có thể khắc phục cái tình hình hiện tại. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có làm việc rất là nhiều với các cái bên báo chí khác nhau và để có thể đưa ra được những cái kết quả khảo sát như mọi người được nghe chia sẻ trong ngày hôm nay. Thì hiện tại thì chúng tôi đang cố gắng thúc đẩy các cái hoạt động giao thương hay trao đổi thương mại giữa các nước
xúc tiến thương mại Pháp và Việt Nam từ năm 1989, cũng như là hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp Pháp đầu tư vào Việt Nam và hỗ trợ Pháp tại Việt Nam. Thì ngày hôm nay thực sự là chúng ta thấy có rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong những cái tuần gần đây, với những cái biện pháp siết chặt từ phía chính phủ đã ảnh hưởng rất là nhiều đối với việc cán cân thương mại giữa Pháp và Việt Nam. Và rất là nhiều nhà đầu tư không thể vào Việt Nam để có thể khởi động dự án. Và bên cạnh đó, chúng tôi cũng làm việc với Eurocharm cũng như là Amcham, với các cái bên để có thể thu thập thông tin từ các cái tổ chức đó. Rồi trong thời đại Covid thì chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái chiến dịch mà chúng ta thực hiện, như chẳng hạn như là chiến dịch Việt Nam ơi cố lên, hỗ trợ 160.000 bữa ăn trong cái quá trình giãn cách xã hội, cũng như là đồng lòng cùng các cái y bác sĩ để có thể giúp cho Việt Nam phục hồi mạnh mẽ trở lại. Liên quan đến cái con số tổng quan về các cái doanh nghiệp mà chúng tôi thực hiện khảo sát vừa qua, thì chúng ta thấy là khoảng 21% các cái doanh nghiệp là hoạt động dưới 10 năm, và trong đó có 37% doanh nghiệp đều đã hoạt động Việt Nam hơn 10 năm. Thì do đó những cái doanh nghiệp này đã hoạt động rất là lâu rồi, không phải những cái doanh nghiệp mới gia nhập thị trường 1-2 năm trước. Ở đây là 37% doanh nghiệp đã hoạt động hơn 10 năm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xem được là các cái lĩnh vực kinh doanh cũng như là các cái hoạt động chính là gì. Thì một số các doanh nghiệp tham gia khảo sát hoạt động ở cái lĩnh vực 2 như là công nghiệp xây dựng, và 3 là dịch vụ. Đề cập đến ảnh hưởng của các hoạt động của các doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam, thì cái con số ở đây khá là cao. Mọi người có thể thấy là 78% doanh nghiệp cho biết hoạt động của họ đã giảm ít nhất 40% trong 2 tháng qua. Trong đó 72% đã là rằng hoạt động của doanh nghiệp phải dừng lại hoặc là giảm lại, với cái mức là 80%. Và chúng ta còn phải nhấn mạnh rằng là khoảng 17% các doanh nghiệp cho biết là hoạt động của họ ít là gần như là không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tôi nghĩ là một cái điều quan trọng trong cái slide này đây chính là cái sự khó khăn dành cho các cái doanh nghiệp ở Pháp trong vòng 2 tháng qua. Đó là một cái sự khác biệt rất là lớn giữa 2 tháng qua với 9 tháng trước đó. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cố gắng xác định được những cái khó khăn mà các cái doanh nghiệp này gặp phải ở nhiều các cái lĩnh vực khác nhau. Thứ nhất là cách ly xã hội nè, tác động lên doanh thu nè, vấn đề về hậu cần nhân sự, cũng như là khó khăn trong việc di chuyển giữa các cái chuyên gia. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến doanh thu, cái việc là thanh toán lương chậm trễ, cần phải giảm biên chế, những cái vấn đề về hậu cần như thiếu nguồn cung, các cái chi phí xuất khẩu hàng hóa gia tăng, cũng như là tăng cái sản xuất nhiều hơn. Và về nhân sự thì cái chi phí cho mô hình ba tại chỗ rất là khó khăn cho việc tuyển dụng và hạn chế các cái việc làm. Và như các cái đại diện khác đã chia sẻ thì mô hình ba tại chỗ nó cũng rất là nhiều những cái khó khăn. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có một số những cái vấn đề liên quan tới việc là triển khai vaccine dành cho các cái nhân viên, các công nhân của các doanh nghiệp. Thì tất cả những cái khó khăn này có thể xem là một trong những cái khó khăn chính mà các doanh nghiệp đang gặp phải. Và hầu hết các cái doanh nghiệp thực hiện khảo sát cho thấy là họ đã phải tạm ngưng hoạt động. Vì vậy thì họ cần phải cố gắng để duy trì và hy vọng là có thêm nhiều cái chính sách hỗ trợ từ phía chính phủ thành phố nhiều hơn. Về dự báo thì để trở lại các hoạt động trước khủng hoảng thì 51% doanh nghiệp cho biết họ cần ít nhất 6 tháng để có thể quay lại ở cái mức hoạt động bình thường như là trước khủng hoảng. Và dĩ nhiên thì đây là một cái giai đoạn rất là khó khăn trong những cái tháng tiếp theo. Và trong đó thì chúng ta thấy là 62% doanh nghiệp sẽ ngưng hoạt động nếu cái tình hình không được cải thiện trong vòng 2 tháng tới. Và 65% trong số đó sẽ ngừng ngay hoạt động nếu trong 3 tháng tới tình hình vẫn chưa được cải thiện. Thì hiện tại thì chúng ta vẫn đang cố gắng hiểu được là những cái tác động đối với các cái doanh nghiệp Pháp ở Việt Nam là như thế nào. Thì như chúng ta đã chia sẻ là 62% sẽ ngừng hoạt động trong vòng 12 tháng tới nếu mà cái tình hình này không được cải thiện. Và chúng ta thấy là ở đây thì một cái khảo sát thấy là có khoảng 75% các cái doanh nghiệp Pháp sẽ rời khỏi Việt Nam.
Thì sau đó tôi cũng cố gắng là tìm hiểu các cái mong đợi, các cái kỳ vọng của doanh nghiệp này là gì trong cái quá trình mà chúng ta khôi phục cũng như là nhận được cái sự hỗ trợ từ phía chính phủ. Chúng tôi cố gắng là xác định được bốn cái lĩnh vực, bốn cái kỳ vọng chính, đó chính là những cái hỗ trợ tài chính nè, những cái hỗ trợ trực tiếp, rồi việc cắt giảm một số cái lợi thế, hỗ trợ trả lương, trợ giúp khẩn cấp, rồi về cái vấn đề tiêm chủng là hy vọng là chính Việt Nam sẽ đẩy nhanh những quá trình tiêm chủng miễn phí cho toàn dân. Và dĩ nhiên là dành cho rất là nhiều các cái nhân viên, các cái công nhân cũng như là một số những cái nghiệp khác đang hoạt động tại Việt Nam. Rồi đối với các sự hỗ trợ từ các cái lãnh sự quán như là tạo điều kiện về thủ tục cho các chuyên gia sang Việt Nam làm việc và đi công tác, hỗ trợ cấp thị thực cho các cặp vợ chồng con cái của các cái chuyên gia này, cũng như là mở cửa đón khách du lịch nước ngoài, những người mà đã tiêm chủng đủ để đến tại Việt Nam. Hậu cần thì thứ nhất là đảm bảo nguồn cung, hợp lý hóa các cái điều kiện xuất khẩu, và cuối cùng là nới lỏng cái mô hình ba tại chỗ. Vậy thì kết luận sau cái cuộc khảo sát này thì chúng tôi thấy rằng là cuộc khủng hoảng đang ảnh hưởng đến rất là nhiều cái doanh nghiệp Pháp, và mặc dù là họ đã tái tổ chức cũng như là cố gắng thích nghi với tình hình này trong suốt 18 tháng vừa qua, đặc biệt là trong 2 tháng vừa rồi rất là nhiều khó khăn và nếu tình hình không có sự cải thiện trong 6 tháng tới thì rất là nhiều công ty Pháp sẽ buộc phải ngừng hoạt động. Và như tôi đã nhấn mạnh ở đây là các công ty SME và đối với số lượng doanh nghiệp Pháp cũng sẽ giảm, thì điều này sẽ làm suy yếu được cái cộng đồng Pháp tại Việt Nam cũng như là các cái hoạt động kinh tế ở đây. Thì để hạn chế những cái hậu quả kinh tế tiêu cực thì thứ nhất là các doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam cần có những cái hỗ trợ của chính phủ về mặt tài chính mang tính tạm thời thôi, trong vòng từ 6 đến 12 tháng để có thể hồi phục kinh tế, cũng như là cần thiết gấp rút hoàn thiện cái chiến dịch tiêm phòng toàn dân và tối ưu các cái thủ tục hành chính tạo điều kiện bình thường hóa. Và chúng tôi thấu hiểu rất là rõ những cái khó khăn và thách thức của nhà nước, chính phủ và các cái sở ban ngành tại Việt Nam khi phải đối mặt với một cái cuộc chiến chống COVID khó khăn như vậy. Và chúng tôi đặc biệt cảm kích các cao của chính phủ, sự hỗ trợ của chính phủ và các cơ quan chức năng để kịp thời đưa ra những cái biện pháp hỗ trợ cho các công ty khi mà họ gặp khó khăn. Và một số những cái nghị quyết để có thể giúp cho các doanh nghiệp cơ cấu lại những cái thời hạn trả nợ, như là miễn giảm phí, giữ nguyên nhóm nợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng từ COVID-19. Thì đây thực sự là những cái tin rất là tốt dành cho các doanh nghiệp Pháp với những cái chính sách về mặt nợ cũng như là cho vay dành cho các cái doanh nghiệp. Và chúng tôi cũng chân thành cảm ơn thành phố Hồ Chí Minh đã kiên cường phòng dịch, chống dịch cũng như là đưa ra những cái biện pháp cho phép hoạt động trở lại một số các cái dịch vụ thiết yếu, các cái dịch vụ logistics, để chúng ta từ đó từng bước bình thường hóa lại cuộc sống của thành phố. Và chúng tôi sẵn sàng chung sức cùng với thành phố để có thể chống dịch cũng như là đẩy lùi dịch bệnh, và mong muốn có cơ hội tiếp xúc và gặp gỡ quý vị một cách trực tiếp để có thể chia sẻ các cái biện pháp chống dịch trong thời gian tới. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin kính chào quý vị. Kính thưa đồng nghiệp và kính thưa quý vị. Và từ phía quan điểm của tôi thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn vì cơ hội và ở đây cũng như là đóng góp ý kiến và đưa một số cái nhận định về các công ty Đức và tình hoạt động của họ tại Việt Nam như thế nào. Thì như quý vị đã thấy thì Đức và Việt Nam là những đối tác từ năm 2011 đang rất là nhiều trong vòng 10 năm. Thì quý chúng ta thấy thật sự là đã tăng trưởng rất là nhanh, chẳng hạn như 2020 là 14 tỷ euro so gấp 3 lần so với năm 2011. Và đó là những đối tác quan trọng thương mại quan trọng nhất của Việt Nam trong khối EU. Và ngay bây giờ thì nước Đức, Việt Nam chính là đối tác quan trọng nhất trong khối ASEAN. Và thứ hai là Malaysia và thứ ba là Singapore. Và khiến ta so sánh được cái khối lượng từ năm 2011, khối lượng thương mại thì nó đã tăng gấp 3 lần so với thời điểm cách đây 10 năm, bây giờ là 14 tỷ đô. Và do đó chúng tôi cũng thấy rằng là cái con đường rất tốt và chúng tôi sẽ tiếp tục con đường như vậy. Và nói về xu hướng đầu tư của các công ty Đức tại châu Á và có những cái ấn tượng tại Việt Nam như thế nào, thì Việt Nam là một địa điểm rất là tốt cho các công ty của Đức tại ASEAN, nhưng tôi nghĩ là nói chung tại châu Á nói chung chứ không phải là chỉ khối Đông Nam ASEAN mà thôi. Thì có tới 400-500 công ty Đức đang hoạt động tại Việt Nam. Và chúng ta đang nói về khoảng những cái khoản đầu tư về mặt sản xuất của các công ty Đức.
và đang tạo ra khoảng chừng 50.000 công việc tại Việt Nam. Và phần lớn các công ty sản xuất của Đức đang tập trung vào Bình Dương và Đồng Nai, cơ sở tại đó. Nhưng mà chúng tôi cũng có những khu vực khác tại Việt Nam, chẳng hạn là khu vực phía Bắc. Mà đối với các công ty mà đang bị ảnh hưởng nhiều nhất, thì cái gợi ý tốt nhất là các nhà đầu tư của Đức, khi đầu tư vào đây, thì họ đang chọn những cái cách làm, như là các địa điểm phù hợp với khu vực, làm sao để có cái điều quan trọng đó với họ là làm có được cái chuỗi cung ứng liền mạch trong cái giai đoạn này. Và một mặt thì thật là kết quả là điều quan trọng, là bởi vì quý vị có thể thấy là cái đầu tư đó thì nó phải bền vững và đầu tư lâu dài. Và do đó trong tình huống rất là đặc biệt như là COVID ngày hôm nay, thì các công ty Đức cũng đang thấy là bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi tình huống như thế này. Và tôi nghĩ rằng khi tình huống đang diễn ra hiện tại, thì chúng ta phải nhìn vào một cái nhìn vào tương lai. Thì các công ty Đức đã đầu tư cách đây 10, 20 năm tại Trung Quốc, thì dựa vào cái bài học đó, thì các công ty đó đã bắt đầu đa dạng danh mục đầu tư của mình từ Trung Quốc sang Việt Nam, và họ bổ sung các hoạt động hiện có của mình bằng các hoạt động mới tại Việt Nam. Và thực sự là họ đang tìm những cái option thứ hai tại châu Á, tức là ngoài Trung Quốc. Tức là quan điểm của họ là Trung Quốc cộng với một địa điểm khác. Như vậy thì Việt Nam đã là được chọn. Vì đây là cái cách mà Việt Nam đã thuyết phục các nhà đầu tư là trong khối ASEAN và bên ngoài khối ASEAN, thì Việt Nam cũng đã được nêu lên là một địa điểm đầu tư rất là xứng đáng. Như vậy thì trong 2-3 năm nay thì tôi thấy rằng là Việt Nam cũng nổi lên giống như là một cái xu hướng trong tương lai, là trong cái việc thực hiện và cũng như là cung cấp dịch vụ, bởi vì có những cái điều mà chúng tôi có thể làm được nhiều thứ ở đây, cũng như là tăng cường, cũng như là bổ sung vào danh mục đầu tư hay là những địa điểm kinh doanh, hay là John Jacques hồi nãy có nói trong danh mục, thì đó thời điểm này nếu mà nhà đầu tư không tới Việt Nam được, những người mà chưa tới Việt Nam được thì họ không thể thấy và họ không thể mở rộng kinh doanh. Và tôi nghĩ rằng đấy là một trong những cái điểm. Một cái điểm nữa cần nói là Việt Nam là một địa điểm đầu tư rất là tốt, bởi vì chúng tôi thấy rằng là trong khối trong khoảng 10 quốc gia mà chúng tôi tin cậy, các khối ASEAN ở đây thì có 10 thành viên: Singapore, Brunei, Việt Nam và 4 cái quốc gia. Chúng ta đã có những cái FTA với châu Âu, là Việt Nam bao gồm trong đó. Và khi nói về việc sản xuất, Việt Nam là một cái địa điểm rất là nổi bật, phù hợp. Ngay cả những cái FTA trong tương lai cũng sẽ hướng tới điều đó. Và xuất nhập khẩu và sản xuất cũng như là điều kiện rất thuận lợi đã được định nghĩa ra. Và bây giờ thì tình huống như thế này, tôi thấy là COVID đang hoành hành và các đồng nghiệp của tôi chẳng hạn như tại Pháp cũng đã làm những cái nghiên cứu, hoặc hội Pháp hồi nãy có trình bày, thì trong đây là hàng ngàn công ty tại Việt Nam cũng ảnh hưởng. Và tôi nghĩ rằng là cái khát vọng của chúng ta là hiện tại làm sao để giải quyết được cái chuyện tình trạng thiếu nguyên liệu cũng như là tình trạng thắt nghẽn cổ chai. Về thiếu nguyên liệu rồi nhu tình huống đó là nước nào cũng có, và mỗi quốc gia cũng như là trên toàn cầu. Như vậy thì cũng phải nói rằng đây là cái phản ứng của các công ty Đức, là họ tìm những cách, và thật sự là cũng không có cách nào khác, thì cũng phải tăng cái giá sản xuất, giá bán. Và tôi nghĩ rằng là nếu trong tình trạng mà thiếu nguyên vật liệu và cũng như nguồn cung gãy đổ chỗ cung ứng, thì chắc chắn là giá cả nó phải tăng, và không chỉ là Việt Nam mà là trên thế giới thì nó cũng như thế. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy là tình huống tại Việt Nam cũng như như Adam và John Jacques hồi nãy có trình bày, thì chúng ta có những quy định rất là chặt chẽ. Chúng tôi có quy định chặt chẽ về COVID trong hoạt động, chẳng hạn như là hàng ngàn người làm việc cho các công ty Đức thì họ thực sự là phải ba tại chỗ, sống tại khu vực sản xuất của họ. Và tôi nghĩ rằng là cái điều này tạo ra một cái thách thức rất là lớn so với các doanh nghiệp, đối với các doanh nghiệp, bởi vì họ phải cung cấp chỗ ăn, chỗ ở cũng như nguồn thực phẩm hay là phục vụ ăn uống, vân vân, đối với cuộc sống của người dân cũng như là cuộc sống gia đình của họ.
những người có liên quan, bởi vì gia đình của họ cũng là bị ảnh hưởng bởi cái việc mà ba tại chỗ này, cũng như là đó là cái thách thức cho cả nước. Vậy tôi nghĩ rằng trong tình huống rất là đặc biệt như thế này, thì bên cạnh đó chúng ta cũng không cũng phải thấy rằng khi các doanh nghiệp mà châu Âu hay là Đức thì có những biện pháp riêng của mình để vượt qua đại dịch này, thì thực sự cái biện pháp của nước Đức á, nước Đức thì áp dụng biện pháp nhẹ hơn so với Việt Nam, cho nên là thấy rằng là cái cách nhìn của Đức là sẽ khác. Chẳng hạn như tại tổng hành dinh của chúng tôi tại nước Đức thì họ nhìn tình hình nó khác, và đối với các quốc gia khác thì họ cũng tại châu Âu thì họ nhìn cái tình hình nó cũng hơi khác. Do đó thì chẳng hạn như những việc mà hạn chế đi lại đối với các ngay cả chuyên gia nước ngoài tới Việt Nam hay là các nhân viên của công ty như tôi nói hồi nãy, thì những người làm việc cho công ty Đức thì chúng ta nghĩ rằng là cũng khó khăn lắm để đi làm. Chẳng hạn như họ di chuyển từ tỉnh ngoài qua tỉnh kia thì không được. Họ sống tại một tỉnh Bình Dương, Đồng Nai hay là một tỉnh khác mà đi làm thành phố Hồ Chí Minh, hay là ngay cả thành phố Hồ Chí Minh đi lại giữa các quận cũng không có được thuận lợi. Cho nên là tôi nghĩ là làm sao mà để tạo điều kiện cho họ để đi qua được biên giới các tỉnh, để mà tại vì nhà máy đặt ở tỉnh này mà người dân sống ở tỉnh khác là bình thường. Cho nên đó là cái chuyện rất là khó khăn cho các doanh nghiệp trong thời gian hiện tại. Và cái hộ chiếu vaccine cũng như là những người chích hai mũi hay một mũi thì có quy định thế nào, và cũng như là có những biện pháp để chúng ta có thể mở cửa một cách an toàn cho những sản xuất tương lai. Và Việt Nam thực sự là phải tăng tốc lên tốc độ tiêm chủng toàn quốc, bởi vì con số hiện tại cũng chưa cao, và các công ty Đức cũng đang thấy rằng là muốn chích ngừa cho nhân viên của mình. Và 97% của chúng tôi, nhân viên chúng tôi đã được chích ngừa một mũi, ít nhất là một mũi, và khoảng chừng là 5% đã có chích hai mũi. Và nói và chúng tôi cũng nghĩ là quốc gia Việt Nam nên có một cái nhìn là nên cấp tốc chích vaccine cho tất cả người dân để tăng cái cường độ phủ vaccine, bởi vì hiện tại đây là cái chuyện rất là khó khăn nếu mà chúng ta không giải quyết. Và một cái nữa, với chuyện phối hợp chặt chẽ giữa các tỉnh thành với nhau, thì tôi có thể nói rằng theo kinh nghiệm cá nhân của mình khi tôi đến Việt Nam làm việc thì thấy rằng là nếu mà chuyên gia từ phía châu Âu sang Việt Nam đến một thành phố lớn và sau đó họ lại 14 ngày hay là gì đó để cách ly, và họ đã đi tỉnh thì lại là gặp một cái rào cản khác tại Việt Nam, và do đó thì hầu như là cái chuyện mà cách ly nó sẽ là một cái rào cản quá lớn đối với họ. Và cái cách nhìn đôi khi một tỉnh, số tỉnh thì nhẹ tay hơn, một số tỉnh thì nó lại bắt buộc phải bắt buộc 21 ngày cách ly trong một khách sạn, ngay cả đã cách ly 2 tuần rồi tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn. Thì tôi nghĩ rằng cái quy định đó nó không bất cập, và tôi nghĩ rằng là chúng ta phải phối hợp chặt chẽ sau đó, bởi vì là cách ly thành phố Hồ Chí Minh rồi thì chúng ta không thể cách ly ở tỉnh khác nữa, bởi vì nó sẽ là một cái tâm lý rất là không tốt cho nhà đầu tư tới Việt Nam, bởi vì họ sẽ thấy là cái thời gian toàn bộ là cách ly thôi chứ không làm được việc gì. Và như tôi nói là các công ty đã tăng cái giá cả về giá thành, và cũng khoảng 9% các công ty trong cái cuộc nghiên cứu chúng tôi thấy rằng là họ trả lời 90% sẽ nhìn vào chuyện tìm thêm một nguồn cung khác hoặc là đi qua nước khác để thực hiện công tác sản xuất của mình tại các nước châu Á. Và họ cũng nghĩ về chuyện di dời nhà máy qua một cái đất nước khác luôn, nếu mà thật sự là ra khỏi Việt Nam, chứ nếu mà tình hình nó không có cải thiện. Và Adam cũng nói rằng các công ty nhỏ thì thật sự họ không thể chịu nổi lâu, họ không có nguồn lực và không có cái nỗ lực để chịu nổi lâu dài. Và ngay cả công ty lớn cũng vậy, thì nếu mà họ nằm trong bối cảnh toàn cầu hay bối cảnh khu vực thì cũng có nghĩa là họ làm sao phải bảo đảm chuỗi cung ứng của mình trên toàn cầu, cho nên là họ không thể để là cái việc sản xuất nó bị đình trệ trong một khu vực sản xuất được. Do đó thì họ phải tìm một cái cách nhìn khác, một cái địa điểm khác, và đó là một cái tình huống mà tôi nghĩ là Việt Nam phải tránh tuyệt đối. Cho nên chính phủ phải chỉnh lý những cái biện pháp của mình và chính sách của mình sau đó, để cho có liên tục sản xuất cũng như là duy trì nền kinh tế vận hành một cách là mượt mà, và để các công ty cũng đạt được cái mục tiêu kinh doanh của mình, và chính phủ cũng đạt được mục tiêu quản lý của mình về cấu trúc trên toàn cầu. Và tôi sẽ nói chung là sau khi nạn dịch này thì các công ty Đức cũng nói rằng là sẽ làm gì sau nạn dịch. Thì nghĩ là từ giữa năm 2022 thì các công ty Đức cho rằng là
là sẽ tăng lên rất là cao về mặt sản xuất. Có nghĩa là sau đó người ta sẽ chạy rất là nhanh để bù đắp lại thời gian đã mất. Cho nên cái khung những cái khung khác về mặt sản xuất vân vân, chúng ta cũng phải kết luận một chút. Chứ là tôi muốn nói thêm nữa, nhưng mà phải kết luận trong thời gian của mình làm sao để mà phối hợp cái những biện pháp mà gọi là tỉnh này sang tỉnh khác. Rồi phải suy nghĩ thêm về chuyện là mở cửa làm sao để cho chuyên gia và công nhân di chuyển được từ khu vực này sang vực khác, và đặc biệt là những người từ nước ngoài vào Việt Nam, và đặc biệt là những người mà họ đã chích đầy đủ 2 mũi và họ đã có hộ chiếu vaccine. Thì tôi nghĩ rằng là chỉ cần 5 ngày thôi cách ly tại khách sạn, hoặc là 7 ngày gì đấy trong một cái khách sạn là được, chứ không phải là 14 hay 21 ngày. Và làm sao để cho mọi người có thể di chuyển một cách thoải mái trong những địa điểm mà họ đã được phân công. Như vậy thì tôi nghĩ rằng điều đấy là một cái điều rất là cần thiết để chắc chắn, và cũng như là các công ty rất cần thấy điều này, bởi vì 20% công ty nói rằng họ đang tìm nguồn cung ở nước khác bên ngoài Việt Nam, và thậm chí là địa điểm khác tại Việt Nam. Thì các bạn phải thứ nhất là phải hợp tác làm sao cho các công ty Việt Nam phải đủ cái nguồn lực tại chỗ để cung ứng. Cho nên cái chủ cung ứng đó, nó phải được cung ứng bởi các công ty Việt Nam, thì các công ty Đức mới ở lại Việt Nam được với cái nguồn cung của mình ổn định. Và cái đó cũng là một cái điều khuyến nghị cho tôi đối với công ty Việt Nam. Chúng tôi cũng rất là lạc quan với cái sự hỗ trợ gần đây, và tôi nghĩ rằng là có thể giữ cho một cái nền tảng thường xuyên đã trao đổi với nhau như thế này. Và cảm ơn quý vị vì đã chú ý lắng nghe. That percentage for more than 6 months to reduce the abusement of these large shareholders. So these are some of the major change in the law on enterprises. Another change in the NVDR, the non-voting depository receipt. This term is also first introduced in the corporate governance. Then they have to undergo the M&A procedures, and the foreign buyers, the foreign investors, need to do asking for the approval in the cases that they increase their foreign ownership in financial institution with occupation on the opt-out list. And two, if the increasing in on the foreign ownership ratio is from 50% over 50%, or they own already 50% and they increase to more than 50%. So as long as there is an increase, then they have to carry out M&A approval. And number three thing is when the foreign investor invests into the organizations with the land use rights in the borders, islands, or communes, coastal areas with the national security, then these, they have to look for the M&A approval. The procedures for the first time investor into Vietnam, a new entity, this is another procedure. I'm talking about the procedure of registering for contributing or buy-in into another company. Another change, we can see that the procedures comes there to help the investors become more convenient. It relates to the state-owned enterprises, and sometimes they have to work with state-owned enterprises, and they have to understand that actually which ones are considered the state-owned enterprises, because this group has a very special provisions regarding their activities. And actually 100% ownership of the state-owned enterprise will apply the state-owned enterprise regulations in the cases that they own more than 50% to less than 100% charter capital belong to the nation, then they will be considered like a limited company and not
as a state-owned enterprise. So look at the definitions, the new regulation and provision that you will have to consider before you can decide whether that company is a state-owned enterprise or not to begin the work. Another change which we can see clearly is the work of the non-banking organization. As the society develops, we can see that the global economy has seen a lot of non-banking organizations who provide technology solutions. We can say, in short, fintech. And some of the businesses in Vietnam begin to join in this area. However, the regulations regarding these were actually copied from the banking institution. So this is a non-banking organization. So they need another mechanism. And the government was very flexible in creating another thing for fintech, the sandbox, and agree to use the sandbox for these activities of fintech companies in a small scale. And I believe that after some sandbox time, we shall have some regulations in place so that we can regulate the work of fintech companies better to conducive for the investment into Vietnam and to make it more transparent, because this is a new venture. I would like to continue with another thing, which regards the simplification of administrative procedures. The investors in Vietnam can see some changes on the larger scale regarding the administration and the procedures. We cannot take this COVID-19 time as for the whole picture. However, but if we will overlook the COVID-19, we can see that most administrative procedures have been simplified. For example, to change the requirements for the stamp and the sample of the stamp of the business, that is left out from the requirements. And the next thing is shown very clearly here is that Government 4.0, in which the government allows for the registration via the internet, and the online registration can be done, and even for the business registration can be done here smoothly, and for the investors regulation or M&A approval, for example, can be done through the internet, but they are not quite smooth. However, in the effort to cut down on the administrative procedures and to simplify the procedures of Vietnam up another level so that eventually people can register everything online. And we have seen very positive signs in the way that the government is doing their online registration. And we also can talk about the environment of the businesses. Các hoạt động tư pháp. Bởi vì nhà đầu tư khi mà đầu tư vào Việt Nam, ngoài những cái quy định về đầu tư thì chắc chắn là cái việc mà họ giải quyết cơ chế giải quyết tranh chấp hoặc là bảo vệ cái hoạt động đầu tư của mình tại Việt Nam nó được triển khai như thế nào cũng là cái mối quan tâm rất là lớn của những nhà đầu tư nước ngoài. Thì trước đây có rất là nhiều cái gọi là những cái tiêu cực về vấn đề là hoạt động tư pháp và nhà đầu tư không có đặt trọn niềm tin trong cái việc là mang bản án của mình ra cơ quan tài phán để mà yêu cầu giải quyết tranh chấp. Thì dạo gần đây cái quy định cái việc mà nhà đầu tư đã tìm thấy được cái niềm tin nhiều hơn vào cái hệ thống tư pháp, nó cũng thể hiện ở những cái hoạt động cải cách tư pháp. Trong đó thì chúng tôi nhận thấy rằng là có thể nó nhờ vào việc cái công khai bản án hoặc là công bố án lệ thì nó cũng đã giúp giảm sự tùy tiện trong các phán quyết của hệ thống tòa án và khiến cho hệ thống tư pháp nó bớt rủi ro hơn. Và theo đó thì theo một cái kết quả
của khảo sát của BCCI và Australian Act thì cái niềm tin của doanh nghiệp mà họ được đặt cho cái hệ thống tư pháp nó đã tăng lên trong những năm gần đây. Và như vậy thì các cái nhà đầu tư nước ngoài đã tìm thấy, đã có thể là tìm thấy niềm tin nhiều hơn trong việc là đem tới cái hệ thống tư pháp để mà yêu cầu bảo vệ quyền lợi của mình. Cụ thể ví dụ như trước đây khi mà chúng tôi tư vấn mà cho doanh nghiệp gọi là họ sẽ đi khởi kiện cơ quan thuế hay là cơ quan hải quan thì nó rất là, những cái doanh nghiệp họ khá là ngại ngần. Tuy nhiên gần đây thì nếu như có sự sai biệt hoặc là không đồng nhất, không có thống nhất ý kiến thì họ sẵn sàng lựa chọn phương án là mang ra hệ thống tư pháp, mang ra tòa án để đảm bảo cái việc mà bảo vệ quyền lợi của mình. Thì đó là một cái điểm mới mà rõ ràng là nhà đầu tư nước ngoài cũng có thể cân nhắc khi đầu tư vào Việt Nam. Tiếp theo thì vừa rồi thì tôi đã trình bày những cái điểm mà nó đã thay đổi trong cái đối với cái hoạt động đầu tư, đối với cái môi trường đầu tư mà trong về cái khung pháp lý mà nó có thể ảnh hưởng đến các hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài. Thì những cái hạn chế còn tồn đọng thì như thế nào so với những cái điểm tiến bộ, những cái điểm tích cực mà tôi vừa trình bày. Thì những cái hạn chế thì tôi nghĩ rằng là chúng ta đều có thể nhìn thấy ở đây. Ví dụ như là thứ nhất là có cái tình trạng là các cái văn bản dưới luật nó không thể hiện đúng tinh thần của luật. Thì ví dụ như là luật thì quy định chung như vậy, nhưng khi mà giao xuống cho chính phủ quy định chi tiết ở cấp nghị định, hoặc là chính phủ giao tiếp cho các bộ ban hành tiếp tục triển khai chi tiết, thì có những cái trường hợp là nó không thể hiện đúng tinh thần mở của luật, thì nó sẽ dẫn đến một số cái bất cập đối với cái hoạt động của nhà đầu tư. Rồi một cái bất cập khác, một cái tồn động mà chúng ta nhìn thấy là cái hoạt động mà đăng ký hồ sơ qua mạng hoặc là nộp hồ sơ qua hệ thống một cửa thì nó hiện tại thì nó đã được triển khai. Tuy nhiên số lượng mà hoàn toàn có thể là làm qua được điện tử thì chưa có nhiều. Đa số thì chúng ta vẫn phải sau khi nộp online thì vẫn phải đem nộp kèm bản giấy. Tuy nhiên tôi tin là trong thời gian sắp tới thì chính phủ cũng sẽ tiếp tục điều chỉnh để mà có thể là doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục online hoàn toàn, đặc biệt là trong cái bối cảnh COVID như hiện tại. Thì cái việc mà nếu mà chúng ta có thể làm hoàn toàn online được hết thì nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho doanh nghiệp, để cho nhà đầu tư có thể yên tâm tiếp tục thực hiện hoạt động của mình tại Việt Nam. Một cái điểm mà khó khăn trong cái danh cho cái việc mà các cái doanh nghiệp truy cập, thì có một cái điểm nữa cũng có cái nhận xét là cái cổng một cửa quốc gia thì khó truy cập, tốc độ tải chậm, thường xuyên bị nghẽn mạng, bị từ chối truy cập và tương thích với một số trình duyệt máy tính nhất định. Thì đây là một cái điểm mà có thể là cần cải thiện nữa. Một điểm khác mà doanh nghiệp thường sẽ kêu ca là việc thanh tra kiểm tra thuế thường hay chồng chéo trùng lập. Rồi hạ tầng khu công nghiệp và giao thông thì hiện tại thì cũng có thể là chưa phát triển kịp nhu cầu. Hoặc là một cái điểm nữa đối với nhà đầu tư mà cũng rất là quan ngại là năng lượng điện, thì có khi nghi cơ là sẽ thiếu điện. Cũng có một số cái dự án điện nó đang được phát triển gần đây, tuy nhiên là cái nguy cơ thiếu điện nó có thể xảy ra nếu mà không có một cái quy hoạch lớn trên diện rộng. Có một vài cá biệt thì cũng có thể nhận thấy là có thể có một số ưu ái hoặc là phân biệt đối xử khi mà trao đặc quyền tiếp cận đất đai cho một số doanh nghiệp nhà nước. Thì thực ra đây là những cái tồn động mà tôi nghĩ rằng là nó không phải là quá gọi là bi quan trong cái bối cảnh hiện tại. Bản thân tôi là trong quá trình mà hoạt động thì cũng sẽ nhận thấy rằng là cái
sự thay đổi về tư duy của cơ quan nhà nước là rất là cao. Đơn cử ví dụ như là ở trong hội thảo này chúng ta có anh Tuấn Anh từ là phó phòng của Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách về đầu tư nước ngoài, thì đó là những cái người, và chị Mai là giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì đó là rất là tư duy rất là mở và rất là hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động của mình. Hoặc là các bộ các đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, thì vẫn có rất là nhiều những cái chuyên viên, những cái cán bộ mà thậm chí là làm việc thứ bảy, làm việc 11 giờ đêm để hỗ trợ cho doanh nghiệp hoàn tất cái công việc của mình. Thì cá biệt sẽ có những trường hợp, cũng có trường hợp những gặp khó khăn, gặp những nhiễu. Tuy nhiên tôi tin rằng là với những cái hiện tại như thế, đối với những cái đội ngũ hiện tại như thế, thì những cái hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên tinh thần là được hỗ trợ tối đa của doanh nghiệp, thì trong thời gian tới với cái việc làm, nếu mà chính phủ chúng ta có thể kiểm soát tốt dịch COVID và đưa mọi thứ hoạt động trở lại như cũ, thì tôi tin rằng là nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam sẽ được những cái hỗ trợ hết sức là tối đa từ tất cả các cơ quan ban ngành, từ các cái sở ban ngành mà có liên quan đến hoạt động đầu tư, và chúng ta có thể tin tưởng rằng là cái sắp tới thì cái môi trường đầu tư nó sẽ rất là tốt đối với nhà đầu tư nước ngoài để mà hỗ trợ, nỗ lực hỗ trợ cải thiện môi trường đầu tư. Thì tôi xin đó là phần trình bày của tôi liên quan đến các cái điểm thay đổi, và trong cái phần Q&A sắp tới nếu mà có các câu hỏi thì chúng tôi sẽ có thêm bạn Hoàng Thanh Tuấn là từ công ty luật Vimax sẽ cùng với tôi tham gia để mà trả lời các cái câu hỏi của các cái quý vị liên quan đến cái thay đổi khung pháp lý mà có ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư. Dạ vâng, xin cảm ơn bà Hoài Nguyễn Hạ Quyên với phần chia sẻ vừa rồi. Thì như chị Quyên cũng đã vừa nhắc đến thì sắp tới chúng ta sẽ có cái phần thảo luận đối với các cái chuyên gia. Thì như vậy chúng ta sẽ có sự tham dự của các chuyên gia bao gồm ông Phạm Tuấn Anh, bà Hoài Nguyễn Hạ Quyên và sắp tới là bà Đinh Ánh Tuyết cùng các đại diện của hiệp hội nước ngoài. Vậy nếu các anh chị có các câu hỏi nào cho các cái chuyên gia cũng như đại diện các hiệp hội thì chúng ta có thể đặt câu hỏi phần chat box để ban tổ chức có thể cập nhật và gửi đến các chuyên gia kịp thời ạ. Tiếp theo sau đây thì chúng tôi xin trân trọng kính mời bà Đinh Ánh Tuyết, trưởng văn phòng luật IDVN, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, sẽ có phần trình bày chia sẻ về một số biện pháp hạn chế rủi ro khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam trong bối cảnh COVID-19. Xin trân trọng kính mời bà. Trước hết tôi xin được gửi lời chào tới tất cả các quý vị ban tổ chức. Cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức cái cuộc hội thảo ngày hôm nay, cũng như là các cái diễn giả đã cung cấp rất là nhiều những cái thông tin hữu ích. You provided a lot of information regarding the operations of the companies in Vietnam, and like Madam Nguyen has been representing the parks regarding the regulations that affect the Vietnam situation, and I think that COVID-19 is now causing some difficulties and some of the bottlenecks for businesses, and especially for with the foreign capital. And I have been advising a lot of export companies in Vietnam, and I see that they are in the current context of being under pressure because of their labor force, also their material supply were cut off, and it could not facilitate their on-time delivery, and the cost now is very high compared to the previous context. I think I cannot listen to what she said. Yeah. We lost her voice right now, so sorry. I will speak as soon as she speaks. Thank you. I think Madam Tuyết has been cut off, like internet connection. I'm sorry for the disconnection. So, so
shall I continue? She asked. And through the presentations, I can see that there is a huge pressure coming from COVID-19 situation and the measures taken by the government. Those causes difficulty for the supply of goods and services. I'm losing her again, sorry. In today's presentation, I would like to share with you some of the mechanisms to know your risks, and especially for the businesses in manufacturing and export, and also in dealing with the contracts, engagement into contracts, and the implementation of contracts. Number three slide. And in this talk, I would like to talk about the risk from the trade remedies. And these things are especially important for businesses which work in export, and especially important for the businesses which are committed in the domestic market when we were having some losses. And in the trade remedies measures, most importantly, we have the anti-dumping. Next is about countervailing and the safeguard and others. And anti-dumping, I see a lot of very familiar topic to you already. It happens when people investigate whether a product is introduced into the commerce or another country at less than its normal value, thereby causing material impact to the domestic industry. And every 5 years, they consider the tax to be applied forever, it could be. And the second measure is about countervailing, CVD, in which the importer, normally the Ministry of Commerce of that country, investigate whether an imported product from Vietnam is subsidized by the government or not. And if it is the case, then does it cause material impact loss to the domestic industry? These are two things which are considered the unhealthy measures. And number three, safeguard. Safeguard comes when there is a surge in the goods and products and other conditions. It is a threat to the domestic industry. In the context of COVID-19, when the flow of material is limited, we see that very few countries apply the safeguard measure, and some others, not very popular, and recently applied by US to the Vietnamese export to US. For example, they have the Section 301 of the US discriminatory trade policy, trade deficit, exchange rate policy. And after some time of negotiation, Vietnam and US were reaching a state of consensus and sharing the policies of the currency between the two countries. Also, US carried out some investigation about the Section 232 regarding steel, in which they want to apply an added tax. This is an exception to the GATT and WTO. And when we represented and we advised the businesses from Vietnam which were accused of anti-dumping or other remedies, we noticed there's an increase. We see there's an increase in the investigations. For example,
from 2018. We had 5 cases for anti-dumping only, investigation only. And in 2020, it was doubled. And when a trade remedy is applied, this slide shows you that in 2019, 9 cases against anti-dumping for Vietnamese exports. And in 2020, 21 cases for investigation of anti-dumping for Vietnamese originated goods, including steel, fabric, and some others. The countervailing is less than this. For example, the tires from Vietnam, from US, and then we represented one exporter from Vietnam to US. For that business originated from, that business is a Taiwanese one, and luckily that we have figured it out, and for the countervailing was very low, and anti-dumping case was low also, and they could retain the market in US. The tax is imposed on a trade remedy measure. Normally, this one not only applies to one business, but to every business in the line of business that is exporting to the same market. For example, US, when they impose a tax on the tires from Vietnam, then every business, whether they joined or they are the subject of investigation or not, they still have to be imposed a tax. Meaning, so when an investigation was initiated, then you have to contact the investigator to join. Because if you don't join in, you are considered the outsider and you will get the very high imposed taxation rate. US, EU, and other countries, some of countries consider Vietnam as the non-market economy, and this applies to many countries also. So if you do not join in those investigations, you will have to incur a tax. That is a very high tax, and that will render your market like not effective anymore. Let me go to the concepts of these. For anti-dumping, the one who initiates the investigation have the person who 20% representation of that in domestic market to as a plaintiff, proving that they are incurring losses. If they have a case against Vietnam, they have to prove that Vietnamese imports harm their production. And 2, they have to prove that they have seen an anti-dumping case in here. They have to prove the context, the losses that they incur because of that import. That is really important because in many cases, we found the fact that actually they are incurring losses. They were incurring losses, but because of other things. For example, for COVID-19, for example, not because of the import from Vietnam. And that is also one of the reasons. And because of the import from another country, meaning
they are incurring losses when they are selling to the third country. So in those cases, we shall stand a chance to prove to the investigators that the losses that they incur does not come from the import from our country. And recently, we have the investigation about the CO, certificate of origin, on the products, and for the tax avoidance illusion, and for other ways of elusive methods, like for example, steel, aquaculture, and for the certificate of origin investigation, I see that this happens a lot of times in the aluminium sector, which were subject to another investigation by the US and even for wood. And for the investigation, the CO, the investigation will start with the customs. And if they are found to have the wrong certification about the certificate origin, and according to the US law, this is an infringement of the law, and this is a real criminal case. And in the way that you want to defend yourself, and if you see that there is a risk that you are subjected to anti-dumping case, according to our experience, we can share something. Actually, most of the time, we have to diversify our export markets and the material source supply for the reason that when an investigation of anti-dumping or countervailance, for example, after that, it is difficult for you to prove to gain the zero taxation after the case, because we haven't been prepared, and the plaintiff, like they prepare for 1 year already, to they have the right time, right place, and difficult for the exporters like us, and for the businesses under in the other table, the other side of the table is in the very passive position, and they could not prepare the information to answer the questions in good time. And for some businesses, their accounting systems and their data of the manufacturing were not stored properly or in detail to make the detailed report. And that is also posing some difficulties. Also, when we diversify our market, one market experience or even come to a home for some time, is a chilling effect when the fire was filed, then the exporter was apprehensive that, and so they will not continue. So then sometimes we cannot continue to manufacture as usual. So if your market is diversified, then you can withstand this position. And the material source, which is quite important in the cases of investigations about the certificate of origin. For example, many investigations aim at the fact that Vietnam used the supply from China, materials from China, and China was have to find a higher tax for regarding these materials, and the percentage of the materials in the final product, in the end product, is so big that the investigators think that there is not a material change in the origin coming from China to Vietnam. And in that case, the investigators either conclude that the goods actually originate from China, which will undergo an anti-dumping tax or CVD. And secondly, they can ask us to undergo some sanctions
because we are having a fraud in CO. We have to update ourselves continuously to see how risky we are, because these cases, investigation require that in the import market, a large percentage of the businesses have to join and approve that plaintiff. And therefore, if the information is out there, we have to know like a long time ago, and the earlier we know, the better, because we can better prepare ourselves, like we ourselves prepared for one business in manufacturing of stone before they were bringing the court. And after some time, the data and accounting system and their information were updated and improved through the preliminary rounds. We can see that they could get the 0% imposition on tax. And for the exporters, to answer this question, when the case is public, the time is very short. So if we could get the information earlier, that is better. And the chance for the businesses to get a very good results when the case really happened. And the accounting system implementation and improvement is really crucial, because the anti-dumping case requires very detailed information, data, statistics of the information of the manufacturing, like the code and the classification of the goods, and to prove the details regarding packaging. And that is the reason that when we are faced with a case, if your accounting system is not prepared well, then that is difficult for the business to prove that they are innocent, or to persuade people that the details that they are reporting is authentic. So the accounting system and the bookkeeping, the software, their production costs were very good, and some of the manufacturing companies, they still use the general cost date back from a long time ago for their production only. Not many businesses have the need to have the detailed cost, and therefore their data were not recorded properly for facing those cases. And I also recommend that you should have the system of internal training, upskilling, so that the people inside the company knows how they could deal with these cases, and to prepare the documentation data facing a coming case to get a better position. In a case, many businesses were realizing for the first time that they were lacking some infrastructure, so they should join in at the first place. We received the questions from them like, oh, we didn't receive any information or notification, no questionnaire, so should we answer? Should we care about this? As I share with you, the anti-dumping case is for the whole industry, for the whole sector. So whether you are not joined, you are not receiving the questionnaires or notified by the investigators, it doesn't mean that you are an outsider. You have to join in, and actually you have to proactively contacting them, because you say that, you are in full compliance and the investigators cannot apply the unfavorable, and next you can have the chance to use your data to apply the tax for your business only, instead of the general tax applied to the whole sector. For example, we have some cases, two or three businesses were joining, were choosing them as the defendant. They stopped, they don't do it, they didn't do it.
So they will apply the tax of 20%, and the other companies who join and work with the investigator got a very favorable results. And if you are not joining in working with them, then that you will have to incur the tax of the median level of the three defendants in the case. In Vietnam, it is a non-market economy, a special case, Turkey, US or EU in the case, then they use the unfavorable value. That means your risk is higher, so you should join in the earlier the better through the association, and you have the coordination with each other. Some things regarding the value, so that it can serve you better in fighting against the case, and the associations in this case is very important. The association of business is very important because it represents domestic companies. In the case that the import is subject to a case, because the import into Vietnam is the input to the manufacturing process. And so if the associations have uphold the leadership spirit, then they can work to support the importers. And they have the very strong opinion they have a good voice to the investigator. For example, they can voice their concern. They can say whether this material were available in the domestic market or not. I represented a Korean company. They exported the sugar into Vietnam in the form of liquid for the drinks or food. The most important thing is that the liquid sugar is not produced here locally in Vietnam, but it is the must-have in the food processing and drinks, because it has some very special characteristics about technology. So in that case, the voice of the importers really matters to inform the investigators that, well, we object to your case on the liquid sugar, because if you apply the tax, it will add to our cost, and we cannot find the local supply with the same quality. So that kind of information is something that I sent to you during today's talk, so that you can consider my recommendation in the case that you are facing, or you think that you are at risk of being subject to a case of the remedies. And in other hand, for Vietnamese companies, I think you can use the tools so that you can protect the domestic market. When the domestic market is now competed heavily by the import, with the higher and faster import from overseas, and there's a decrease in others, like the sales, the profit margin, and the inventory, and you have to cut down on the production, for example. In these cases, you can initiate as a plaintiff. In the case, the Trade Remedies Department of the MOIT to stop those unfavorable conditions. I receive a lot of requests from single businesses. I receive from the businesses apply in chicken meat. They ask, can I be the plaintiff in the case? I answer them, if you are one company, it's almost impossible to initiate a case, and the whole industry is strong enough to initiate a case. Normally, I recommend that we have a trade-off, and we have a conversation. Not trade-off, sorry. We have to make a conversation
So as long as you represent 25% of the sales domestically, and also you have to be backed up, supported by over 50% of businesses, and in that case, you can be independently be a supplantive. And next, I would like to go into the engagement of the contracts and how it affects the business. COVID-19, as the speakers before me have been saying, we have some difficulties in the way that we cannot deliver on time for lockdown or lack of manpower. Secondly, the cost of the production material, logistics, inventory were increasing, and this increase were out of the expectation of anyone. Logistics in Ho Chi Minh City cost was increasing like 10 times compared to the pre-COVID time. And the reason comes from the general costs, like we have to fight against COVID and we have to manage society. So the businesses could not have the input because they could not continue their business operations, and they could not have the payment to other to their suppliers, and they could not engage or they could not implement the contract partly or wholly because of the national measures against the COVID. And these are the popular issues and problems. Therefore, I have to deal with these. I would ask you to look at the terms and conditions, some of the items like this. For example, the fourth measure, I would represent for you the two terms about fourth measure, 156. The time is running down. She need five more minutes. And secondly, the Article 79, the conventions of the Vienna Convention, CHG. Vietnam is a member of the convention. So if you engage in the convention, if the convention is in the contract, then we can apply this. And the fourth major consequences is that the side who is struck by the fourth major event cannot be held accountable. And COVID-19, is it a fourth major or not? It is a big question, because actually this event should be unavoidable, unexpected. But COVID was running for 2 years. So to prove that this is an unprecedented event, you have to prove a lot. So the measures by the government are considered the fourth major events. If you can prove that, you have to prove that you don't know it before you enter into engagement in the contract. Besides fourth major, you have another thing about hardship terms. The hardship terms are the state, the very special state or occasions. Like in the law of Vietnam, it is Article 420. If you can prove that the material change of the situation, it is a little bit similar to force majeure, but hardship doesn't lead to the fact that they cannot fulfill the contract. It leads only to the fact that two sides would be impacted a lot. For example, you sign a contract with 10 dongs and the cost now increase
like the production cost comes to 15 dongs, and if the contract is implemented, we will be impacted heavily or incur a loss. In this way, the law allows us to renegotiate as for the size involved, and CHE is applied. We can prove that in some cases we are not to blame in a way that we can ask to terminate the contract in these cases of hardship. For this, I have a recommendation to the businesses. So the recommendations, you must include inside your contract regarding the COVID-19 terms and the consequences caused by the national measures or the third parties like logistics to make to add up to the cost or even the disruption. In that case, you ask for the extension of the time for the price renegotiation or termination of a contract. And if regulations are mentioned in the contract, the articles mention that, so negotiation is a free activity, and so you should not enter into some argument like COVID, is it a force majeure or hardship, if you already put the articles into your contract. Additionally, I will note about the negotiation of contract is the dispute resolution. As COVID comes up, then arbitration could not convene or court cease to convene because it could not be the case. For example, people are restricted from traveling. And if you choose the court or the overseas court or arbitration, in that case, you cannot have a timely case, and even you cannot ask the court to terminate the contract because the court is now stopped operating. In the case of Vietnam, in the time of hardship, you have to continue the implementation of contract. If you choose an arbitrator from overseas, then the arbitrators can attend the online meetings, but the recognition and implementation and enforcement will be done through the court. So in this case, we cannot enforce the arbitration award. So VIAC can do it online, and the enforcement of VIAC doesn't have to go through the court because VIAC is a local entity. So in this case, you have to negotiate already in your contract that both sides agree to choose VIAC, and the dispute resolution of the online form, because if you did not mention that in the contract about the online dispute resolution, then the other side of the table will object. This happened a lot, and VIAC was receiving a lot of cases like this. I have encountered some cases like this. The other side of the table, they prolong the time by not agreeing to agree with the online dispute resolution, and this will make the case come to a dead end. So these are the two sample terms that we can put into contract. You can choose, you can say, we agree that the VIAC dispute resolution may be conducted by face-to-face meeting or by online arbitration. And additionally, if the two sides agree to choose another center, I suggest that you can put into arbitration term, you can choose the VIAC in accordance with the rules of procedures
or another arbitration center in which the other party has the property or resides. So you can choose another center in the country in which the other party has a property or resides in to resolve the dispute resolution. And in that case, you don't have to go through the procedures of the court like in the New York Convention. And one more thing, I think it will be very popular in the future. And is the dispute resolution online. VIAC already have the VMC under the VIAC, and this center has the function to have the online dispute resolution in a very short time, 1 or 2 weeks since the time of your filing, and they can finish your case. And according to the resolution, the decree 22, the dispute resolution can be done and enforced. And for the mediation center, in fact, the two sides are willing to get mediated. That means because mediation based on the willing of the two sides, either case, either party can walk away from this. So I would like to end in here. Sorry for the complications. And to continue our sessions, we will go straight into the Q&A. So in this Q&A, we'll have the moderator is Mr. Châu Việt Phát. We also have Mr. Phạm Tuấn Anh, Ms. Hoàng Nguyễn Hải Quyên, Mr. Sidi Chu, Mr. Đinh Ánh Tuyết, và Mr. Tuấn. And for the question, we will send directly to our expert for review and prepare for your answer. And now I will move, I will leave the stage for Mr. Châu Việt Bắc to moderate the Q&A session. Ladies and gentlemen, in this morning we have heard and gone through lots of aspects from the management agency, from the representative of associations, and the arbitration center or the international attorney center. So in the first presentation on the overview of investments or the socioeconomic impacts, so from the perspective of the DPI and the representative of association who is operating in Vietnam, they all have the same agreement that first is Vietnam is a very attractive business environment, not only FDI, they not only invest in Vietnam, but also committing for a very long time and consider Vietnam as one of the most attracting environment, not only in Southeast Asia, but also in Asia. And there are lots of experts who spend their life here, along with the investment of the company. And when listening to the comment and feedbacks of the representative of the associations, we see the willingness to support, also to contribute to the dual goal of the government, that both improving the economic status as well as combat the COVID-19 through supporting the funding to ensure the implementations of vaccinations, and also restructure and giving their feedback and their comments on the different platform and forums for the government, for the cities, so that we can ensure we can have the best measure in combating with the COVID-19. And as you can see from the statistic, we can have a bigger picture on the FDI investment in Vietnam, which is not so
positive, as we can see that lots of FDI capital that is poured into Vietnam in this year, it just accounts for 56% compared to the same period last year. And some of the associations also mentioned, for example, from AmCham, lots of companies is considering to shift their business to other countries. And from the survey from Eurocharm, we have like 30% of the company is considering to move out of Vietnam. And well, from the French associations, business associations, also share the similar results. And at the same time, the government also issues the resolutions 105 to try to prepare or to support these enterprises in the time of COVID-19. So back to the Q&A sessions with the presentations of the speaker, we have the participations of Mr. C.E. Chung from Singaporean Business Association. So the first a question for Mr. Stacy Chung, the Vice Chairman of the Singapore Business Group. So in your presentations, you mentioned about how we can use and utilize technologies in pandemic prevention and control, as well as government measure can help the enterprises to easily adapt to this new normal. So for Singapore as a country who is can be considered as an example in using this type of technology. So from the perspective, investor and investment, can you share some of the Singapore experience in pandemic prevention and control, or and what are the results if we can make use of these technologies in the time of COVID-19? Thank you. Okay, thank you very much for the question. Xin cảm ơn vì câu hỏi vừa rồi. Tôi nghĩ thì công bằng mà nói thì chúng ta cũng không cần nhất thiết phải nhìn vào những cái quốc gia như là Singapore đâu. Nhưng mà tại Việt Nam, những gì mà chúng ta đang có một cái nền dân số rất là lớn, đúng không ạ? Đang phát triển rất là nhiều so với là Singapore. Về những cái mà công nghệ thì mọi người cũng đã có cái công cụ, các cái thiết bị khác nhau và rất là nhiều cái suy nghĩ, các cái sáng kiến, những cái nhà sáng lập mà đã dùng công nghệ để đưa ra những cái giải pháp mới dành cho doanh nghiệp để có thể giúp phát triển nền kinh tế. Rồi bên cạnh đó chúng ta cũng có những cái chính sách từ phía chính phủ Việt Nam sử dụng những cái định hướng là chuyển đổi 4.0, rồi những cái nền kinh tế tuần hoàn vân vân và vân vân, rất là nhiều những cái yếu tố khác để thúc đẩy mà công nghệ áp dụng vào đời sống. Thì về khía cạnh đó thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam cũng không phải là một quốc gia mới lạ về việc áp dụng công nghệ. Và khi mà nhìn vào ở những quốc gia như là Singapore hay là Việt Nam thì có thể thấy là so với Singapore thì Việt Nam vẫn còn là một quốc gia khá mới khi mà áp dụng những cái ứng dụng, những cái công nghệ vân vân và vân vân vào trong đời sống. Một trong những cái sự tương đồng nữa giữa Singapore và Việt Nam đó chính là về thương mại điện tử, bởi vì chúng ta thấy là đây là những cái kênh mua sắm nó thật sự rất là tiện lợi, với rất là nhiều những cái danh mục sản phẩm khác nhau có thể đáp ứng được cái nhu cầu của người tiêu dùng trên các cái kênh thương mại điện tử khác nhau. Mà người ta thấy là ở Singapore cũng tương tự như vậy thôi. Và một cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý đó chính là mặc dù có vẻ là dễ dàng khi mà chúng ta đưa tất cả những cái công việc này lên online hoặc là để có thể mua tất cả những cái sản phẩm thông qua những cái sàn điện tử thương mại, thì chúng ta cũng cần phải song song đó có một cái hệ thống logistics và shipper cũng như là vận chuyển để đảm bảo được là các cái hàng này được đến tận tay dành cho người dân. Một những cái điều rất là thú vị và cũng như là rất là thực sự là hay khi mà chính phủ đã đưa ra được những cái chính sách để có thể giải quyết được những cái vấn đề về nguồn cung ứng, về vận chuyển hàng hóa, để có thể hỗ trợ được các cái kênh thương mại điện tử có thể đưa hàng đến cho người dùng tại Việt Nam.
đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần cải thiện thêm nhiều những cái cơ sở hạ tầng cũng như là nguồn nhân lực. Và đây không phải là điều mà chúng ta có thể dễ dàng triển khai ngay cả khi mà chúng ta đã nhận thức rõ được cái tầm quan trọng của công nghệ trong cái quá trình mà phát triển kinh tế trong thời gian tới. Nhưng một trong những cái lĩnh vực một bên cạnh đó nữa đó chính là cái giải pháp về thanh toán thì cũng có một số những cái điểm tương đồng với Singapore. Chẳng hạn như là cái công ty fintech rồi chúng ta sử dụng những cái e-wallet, những cái ví điện tử và một số những cái phương thức thanh toán trên điện thoại khác mà chúng ta có thể sẽ sử dụng. Và tôi nghĩ là tất cả những cái yếu tố này, những cái sự tương đồng này cho thấy rằng là Việt Nam đang có được một cái định hướng rất là tốt từ phía chính phủ, những cái chính sách mà chính phủ đề ra để có thể hướng tới một cái nền kinh tế nó phát triển nhiều hơn. Và bên cạnh so sánh với những cái hoạt động của Singapore thì chúng ta thấy là đối với cái vấn đề về việc mà chúng ta điều trị về mặt lĩnh vực y tế đi, như là việc điều trị hoặc chúng ta chẩn đoán bệnh từ xa thì cái việc mà chúng ta áp dụng hoặc là chúng ta đón nhận những cái công nghệ mới này thì dĩ nhiên đối với Việt Nam thì vẫn thấy là rất là rõ Việt Nam đang có rất là nhiều những cái chính sách, những cái triển khai cũng như là đang xây dựng cái nền tảng để hỗ trợ những cái vấn đề nhiều hơn và bắt đầu nắm bắt được những cái cách thức để chúng ta triển khai sao cho cũng hiệu quả hơn. Thì những cái phần này thì rất là rõ ràng rồi. Bởi vì cái vấn đề về khung pháp lý rồi về bản quyền rồi về giấy phép rồi cái về phê duyệt thì chúng ta có thể làm việc điều này hay không, có được quy định bởi luật hay không, về cái việc trong các cái ngành về dược, ngành y tế hay không, chúng tôi là doanh nghiệp chúng tôi cần phải làm gì, thì có những cái vùng gọi là cái vùng xám vẫn còn khá là chồng lấn mà chúng ta cần phải giải quyết để giúp cho các cái doanh nghiệp để có thể dễ dàng giải quyết những cái vấn đề của họ hơn. Và chẳng hạn như là ở Singapore thì chúng tôi có những cái khung pháp lý quy định rất là cụ thể rõ về các cái dịch vụ, các cái hoạt động kinh doanh này, để từ đó mang lại sự tự tin hơn dành cho cả những cái bên cung cấp dịch vụ cũng như là cả các bên sử dụng dịch vụ khi mà chúng ta sử dụng các cái nền tảng công nghệ này. Thì đó là câu trả lời của tôi về cái câu hỏi trên. Cảm ơn phần chia sẻ của ông Seth Chi Chung. Thank you for your answer, Mr. Seth Chi Chung. Currently, Mr. Adam Kolasason also is from the Chamber and Commerce of Industry friends in Vietnam. So we do think that we will send him and deliver him some questions as well. Thank you, Ms. Jin, for your quick reminder. The next question I would like to ask Mr. Phạm Tuấn Anh, the Deputy Head of the International Economic Department. So in your presentations, you also already mentioned some advantage, disadvantage for the enterprises in the time of COVID-19. And follow up with that, the representative of associations also mentioned on the simplification of the administrative procedure. And it is also a point in the resolution 105. So can you please share with us from the DPI perspective, what are the ways for us to simplify those administrative procedures? Thank you, Mr. Bach, for your question. I would like to elaborate on the receipt of the documents and the handling of these documents. And as you know, that Ho Chi Minh City has suffered from 3 to 4 months quarantined from the Directive 16 and 16 plus. But in the meantime, some locality, they have to cease of receiving documents. And in Ho Chi Minh City, we still maintain these activities, which means that from the beginning of the fourth wave of COVID-19 up to now, we will try to maintain this document handling process. However, due to the requirement in Ho Chi Minh City, we cannot receive it directly, but we also find a way to get around with the issues through the city post office. And if the investor can find a way to send us to the post office, we can still receive and handle these documents. And these are some of the informations about the operation.
for Ho Chi Minh City in terms of administrative procedure. For example, Mr. Si Chung and some of the representatives mentioned about the online registration or online process procedures. So in the meantime, online to carry out such online system is in the wish of Ho Chi Minh City. However, we need to consider the legal value of these documents. So according to the laws on the investment in 2020, already have some clause to allow the investor to submit it online. However, with some, you need to use a digital signature. However, this investment management system is just rolled out in the first few initial steps. So therefore, we cannot completely process or handling all the documents online. However, to support the foreign investor, we proactively upgrade, improve the web portal of the DPI, so that first of all, to support the investor in terms of drafting and submission, but partially submission, which means that the investor will be guide. We have a guidance on how can you fill all the forms and how can you send it through the post office. And up to now, for the first half of 2021, we have already processed a lot of some documents, and in the meantime, we were trying to complete or to update all of other procedures. We hope that to the end of this year, we can have a complete or have a new online tool to support the investor in terms of drafting and submitting these documents. So these are some of the points that we are trying to overcome. However, we will try. There are some of the obstacles in terms of a legal framework. We hope to overcome that soon. And secondly, in terms of the way we think of process handling going forward. And as some of our speaker has mentioned, there is a lot of reforms and transformation. And Ho Chi Minh City already deployed and implement some of the new guidance and regulations of the laws on the enterprises and investment to ensure that the investor can have the updated procedure. For example, some of the document needs to have the approval from the ministry and branches has lowered down, has decreased drastically due to the new regulations on the online, and also help to reduce the waiting time and to create the most favorable conditions for the investor. Thank you for your answer, Mr. Deng Han. So as we know that the legal framework for the digital frame, the digital system also pose a struggle for the management agencies in the context of COVID-19. And we do hope that if this framework is complete, the digitalizations will be more streamlined in the future. And it not only ease the process for the industry, for the enterprises in the COVID-19, but also the post-COVID-19. The next question I would like to ask Mr. Seki Chung. And Mr. Adam Gulak-Season. So the question is, in this context, a foreign investor will, what are the industry that the foreign investor will focus on? Which business lines that will see the reduction or less investment from the foreign investor? Cảm ơn anh Châu Việt Bắc về câu hỏi vừa rồi. Thì hiện tại tất cả cái doanh nghiệp Pháp đang gặp rất là nhiều những cái vấn đề khó khăn, đặc biệt là những cái doanh nghiệp sản xuất trong cái lĩnh vực sản xuất
phải bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi cái việc là chúng ta phong tỏa rồi những cái việc đứt gãy chuỗi cung ứng. Nên có thể thấy rằng là có rất là nhiều cái doanh nghiệp Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh lân cận đang gặp vấn đề về chuỗi cung ứng và có thể họ sẽ nghĩ về những cái lĩnh vực khác. Nhưng chúng ta cũng không được quên rằng chúng tôi là những cái doanh nghiệp đến từ Pháp và chúng tôi cũng đã làm việc rất là nhiều với rất là nhiều những cái kinh nghiệm về các lĩnh vực F&B. Và dĩ nhiên là trong 2 tháng vừa qua thì mặc dù là cái doanh nghiệp mà đã chịu rất là nhiều khó khăn, nhưng mà chúng tôi cũng đã có rất là nhiều những cái biện pháp khắc phục trong vòng 18 tháng, có nghĩa là từ cái quá trình mà Việt Nam bị hứng chịu đợt cái COVID-19 đầu tiên. Và tôi nghĩ rằng dĩ nhiên là những cái ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất đó chính là F&B, hospitality, những cái ngành về hàng khách sạn và bây giờ là sản xuất. Thì chúng ta thấy là mỗi tháng thì với là những cái ảnh hưởng của kinh tế thì mọi người sẽ cố gắng nghĩ ra những cái sáng kiến mới để có thể vượt qua những cái khó khăn này. Có thể là về việc xuất đi thì họ sẽ tìm ra những cái cách mới để có thể thích ứng với những cái khó khăn ở hiện tại. Và về cơ bản thì tất cả những cái ngành chúng ta đang thấy đều đang bị tác động bởi COVID-19. Và đôi khi có thể chúng ta nghe từ những cái kinh nghiệm từ phía Úc, từ phía Anh hay là từ phía Mỹ, từ phía châu Âu. Và họ cũng có những cái công ty tương tự như vậy, họ cũng gặp khó khăn và họ cũng tìm cái cách để chúng vượt qua. Và tôi cho rằng là nó phụ thuộc vào rất là nhiều và những cái yếu tố khác nhau. Và tôi không nghĩ là có những cái ngành nào bị chịu ảnh hưởng nặng nề hơn những ngành còn lại, và tất cả các ngành đều đang bị ảnh hưởng. Và các cái doanh nghiệp vẫn đang cố gắng để duy trì một cách tốt nhất có thể để có thể xem xét được những cái tình hình đánh giá nó như thế nào, cũng như là xem xét những cái chính sách hỗ trợ để làm sao. Chẳng hạn như một doanh nghiệp thành viên thì rất là khó khi mà chúng ta trao đổi với các nhà đầu tư của ở Pháp để có thể hỏi rằng là anh nên làm việc với công ty này, nên đầu tư vào cái khu vực này, khi mà họ không thể đến được Việt Nam và gặp trực tiếp được cái địa điểm đó, đến trực tiếp được cái địa điểm đó, đúng không ạ? Hoặc là rất là nhiều những cái thời gian rất là khó khăn. Bởi vì nếu mà không có được cái khả năng làm việc trực tiếp thì dĩ nhiên là họ có thể hứa hẹn là khoảng 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng nữa tôi sẽ đến xem xét, nhưng mà cái khả năng mà xảy ra rất là khó. Và cái thách thức ở đây chính là trong vòng 6 đến 8 tháng hoặc là qua năm sau, khi mà thành phố Hồ Chí Minh có thể phục hồi thì chúng ta sẽ thấy được một cái sự tăng trưởng và mà đầu tư nó trở lại. Nhưng cái vấn đề bây giờ là làm sao để chúng ta giúp các cái doanh nghiệp đang bị hứng chịu cái khó khăn bởi COVID-19, đặc biệt là các doanh nghiệp Pháp làm như thế nào, rồi những cái đại sứ quán, lãnh sự quán họ sẽ có những cái hỗ trợ ra làm sao. Và chúng ta cũng không nên quên là có những cái đối tác khác từ phía ở Đông Nam Á nữa, có nghĩa là ở thành phố Hồ Chí Minh thì họ cũng sẽ bị những cái vấn đề tương tự như vậy. Và chúng ta cũng có thể học hỏi kinh nghiệm từ các cái quốc gia, các cái doanh nghiệp của các quốc gia đó. Và chúng tôi hy vọng là mình sẽ có được những cái là quân bài, có nghĩa là những cái khả năng tốt nhất để có thể thu hút được hơn nhiều nguồn đầu tư từ trong nước đến Việt Nam liên quan đến những cái vấn đề về kỹ thuật, rồi cái vấn đề về chuyên gia. Tôi biết là đây là một cái chủ đề rất là lớn, nhưng mà về cơ bản thì tôi thấy là tất cả các cái lĩnh vực đều đang bị ảnh hưởng. Cảm ơn phần chia sẻ của Adam. Thì chúng tôi được hiểu thì hiện nay thì do COVID thì tất cả các ngành nghề đều bị ảnh hưởng, và quan trọng hơn là các giải pháp để khắc phục cái tình hình hiện tại. Và sau đó thì cũng như chia sẻ của các hiệp hội đầu tư thì sẽ rất là tin tưởng vào cái tương lai sắp tới. Khi mà dịch được phục hồi thì với cái lợi thế của Việt Nam thì FDI sẽ tiếp tục tăng, và Việt Nam sẽ là một điểm đến của nhà đầu tư. Thì cũng là câu hỏi này xin mời chia sẻ dưới góc nhìn của ông Sachi Chung ạ. Xin mời ông. Tôi nghĩ là tôi cũng đã trả lời cái khía cạnh này rất là nhiều rồi. Và mọi người cũng hiểu là tất như là anh Adam đã nói thì tất cả các ngành đều bị ảnh hưởng. Nhưng dĩ nhiên có một số ngành thì bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Chẳng hạn như là nhà hàng khách sạn, du lịch, rồi hàng không rất là bị ảnh hưởng rất là nặng nề, đúng không ạ? Nhưng mà may mắn thay thì tôi không biết là những cái tình hình mới nhất là như thế nào về sản xuất. Nhưng là lần gần nhất mà tôi kiểm tra thì chẳng hạn như là về việc sản xuất các cái furniture đi, các cái sản phẩm trong gia đình này,
cái đồ nội thất. Thì bây giờ mọi người đều làm việc ở nhà và chúng ta bắt đầu phải chỉnh ký lại nhà cửa, đúng không ạ? Thay cái bàn, thay cái ghế, mua cái vật dụng này mới, rồi thay cái ghế salon cũ. Thì chúng ta vẫn thấy được những cái điểm sáng ở trong cái khó khăn thách thức mà chúng ta gặp phải, và vẫn có rất là nhiều những cái cơ hội đầu tư về cái lĩnh vực và logistics cũng như là kho bãi. Và một lần nữa thì để giúp mọi người hiểu rõ được, thì chúng ta cần phải hiểu được rằng cái đại dịch thì vẫn tác động một cách rất là tiêu cực đối với nền kinh tế. Và đối với những cái doanh nghiệp, nếu mà nhìn xa hơn thì chắc chắn là họ vẫn sẽ tìm cách để duy trì, để cố gắng trụ vững trong cái giai đoạn khó khăn này. Và rất là nhiều những cái doanh nghiệp từ phía Trung Quốc và Đông Nam Á, Việt Nam, và cũng như là anh Adam đã chia sẻ đi, thì Việt Nam thực sự là cũng là một trong những cái quốc gia có cái năng lực cạnh tranh về mặt đầu tư rất là tốt. Vì vậy thì về mặt dài hạn thì chúng ta vẫn có thấy được cái tiềm năng rất lớn tại khu vực này. Rồi ở khu vực Đông Nam Á hay là khu vực ở Việt Nam, thì đối với cái vấn đề tăng trưởng của cái thị trường thương mại điện tử như tôi đã chia sẻ, thì nó sẽ dẫn đến rất là nhiều các cái thay đổi mới trong lĩnh vực logistics. Nhưng mà nhìn chung thì nó sẽ giúp cho cái nền kinh tế phát triển nhanh chóng hơn, cũng như là tăng cái nhu cầu về việc sử dụng các cái dịch vụ logistics. Vậy thì về phía bản thân mình thì tôi cho rằng cái việc mà chúng ta phát triển những cái lĩnh vực như sản xuất và logistics thì vẫn sẽ tiếp tục thôi, vẫn sẽ có cái đà tăng trưởng ổn định, và đây là một cái tin tốt. Và hiện tại thì rất là nhiều những cái ngành liên quan tới các cái lĩnh vực tôi vừa nêu đang phát triển, và chính phủ cũng đang cố gắng hướng tới tạo được những cái chính sách hỗ trợ nhiều hơn. Vậy thì tôi cho rằng đây là những cái điểm sáng, cái điểm tích cực, và chúng ta cần phải nhận thức là mặc dù có những khó khăn thách thức đó, nhưng với những cái điểm sáng như vậy, đặc biệt là đối với sản xuất logistics, thì chúng ta vẫn có quyền hy vọng để có thể từ đó đưa ra các cái giải pháp về sản xuất an toàn, vận chuyển an toàn, để dần dần thúc đẩy và chúng ta dần dần phục hồi lại nền kinh tế của thành phố, và từ đó có thể thu hút được nhiều cái nguồn đầu tư hơn. Và hiện tại thì chúng ta cũng mong chờ là cái việc đón chào các cái lượt khách quốc tế, đúng không ạ, để có thể giúp cho các cái ngành mà bị ảnh hưởng nặng nề như là du lịch hay là khách sạn hay là hàng không, để có thể dần phục hồi trở lại. Thì dĩ nhiên là chúng tôi sẽ không nói quá nhiều về những cái rủi ro mà dịch COVID-19 có thể mang lại, nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh cái việc là cái doanh nghiệp mà đang trụ vững, đang vẫn duy trì hoạt động của mình, thì sẽ có rất là nhiều những cái cơ hội sắp tới trong thời gian tới. Bởi vì chúng ta biết rằng sớm muộn gì thì chúng ta cũng phải học cách sống chung với COVID, và thị trường cũng sẽ mở cửa trở lại, đúng không ạ? Yeah, vâng, cảm ơn về phần chia sẻ của ông Seth Chi Chung. Thì thật ra thì đối với Việt Nam thì cũng rất nhiều lợi thế trong cái việc là một ký nhiều rất là hiệp định FTA đối với các đối tác. Thì đây cũng là một cái lợi thế mà các doanh nghiệp Việt Nam, trong đặc biệt trong ngành sản xuất và kéo theo đó là ngành logistics, thì tận dụng cái cơ hội này. Thì trong những cái thời gian vừa qua do bối cảnh COVID thì cũng có những cái điểm sáng như ông Sách Chị Trung chia sẻ, đó là những cái kim ngạch xuất nhập khẩu, thí dụ như sang thị trường Euro, châu Âu, thì cũng đã có một sự duy trì ổn định và tăng trưởng. Thì đây cũng là một điểm sáng, có thể là hy vọng là trong cái tương lai sắp tới thì những cái ngành như là sản xuất logistics sẽ tiếp tục phát triển để duy trì cái sự ổn định cho kinh tế Việt Nam. Câu hỏi tiếp theo thì tôi muốn dành cho chị Quyên và anh Tuấn. Thì liên quan đến cái phần trình bày của chị Quyên, thì có xác định về cái khái niệm nhà đầu tư nước ngoài và cái quy định liên quan đến nhà đầu tư F1 và F2 sẽ được áp dụng như thế nào. Thì xin mời chị Nguyên có thể là chia sẻ thêm về những vấn đề này, và anh Tuấn có thể bổ sung. Xin mời chị Nguyên, anh Tuấn. Dạ chị Quyên, mở mic lên giúp em ạ. Cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thanh Tuấn. Thì tiếp theo tôi có một cái câu hỏi dành cho anh Tuấn Anh.
Tôi có câu hỏi gửi đến anh Phạm Tuấn Anh, Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, liên quan đến chênh lệch tỷ giá khi góp vốn của Mr. Phạm Tuấn Anh, regarding the exchange rate difference in case the investment capital stated on the IRC includes VND and foreign currency equivalents. If the investor contribute enough capital in foreign currency, but at the time of the capital contribution, due to the exchange rate difference, so what they're making số Việt Nam đồng trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, vậy nhà đầu tư có phải làm thủ tục điều chỉnh vốn để phù hợp với số vốn thực góp hay không? Thì xin mời anh Tuấn Anh trả lời câu hỏi này. Dạ, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Thì bây giờ liên quan đến cái vấn đề này thì trên thực tế thì chúng tôi cũng thấy là có khá nhiều nhà đầu tư đã gặp phải. Thì về cái này thì tôi có mấy cái điểm trao đổi như sau. Thứ nhất là về cái trước hết là cái quyền của nhà đầu tư trong cái việc là góp vốn bằng ngoại tệ có hay không ở Việt Nam. Thì tôi khẳng định là nhà đầu tư ở Việt Nam hiện nay là được quyền góp vốn bằng ngoại tệ. Dưới góc độ của Sở Kế hoạch Đầu tư thì chúng tôi nhận thấy là nhà đầu tư là được quyền góp vốn bằng ngoại tệ, bởi vì là ở cái điều 40 của luật doanh nghiệp thì cũng đã quy định rõ là nhà đầu tư được góp bằng tài sản và bao gồm có ngoại tệ tự do chuyển đổi. Rồi cái thông tư 06/2019 của Ngân hàng Nhà nước khoảng 1.4 thì cũng nói rõ là nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam được góp vốn bằng ngoại tệ, được góp vốn bằng ngoại tệ. Thì như vậy thì tức là khi mà nhà đầu tư có nhu cầu thì họ được đăng ký góp vốn bằng ngoại tệ và theo cái biểu mẫu của ban hành kèm theo cái thông tư của Bộ Kế hoạch thì nhà đầu tư sẽ phải có cái sự kê khai cả cái ngoại tệ và cái tiền Việt Nam đồng ở trong cái đơn đăng ký, và chúng tôi cũng sẽ ghi nhận cả cái Việt Nam đồng và cái ngoại tệ. Thế thì thực tế thì có một cái câu chuyện là khi nhà đầu tư họ đăng ký góp vốn và đi chuyển vốn tại ngân hàng thì có một số ngân hàng là người ta cũng có thắc mắc về cái chuyện này, so với sự chênh lệch về tỷ giá, về cái thời điểm lựa chọn tỷ giá giữa cái lúc mà nhà đầu tư đăng ký tại Sở Kế hoạch Đầu tư và cái thời điểm mà nhà đầu tư chuyển vốn vào. Đấy, thì về cái điểm này ấy, thì cũng nếu mà dưới góc độ là kế toán thì chúng tôi thấy rằng là ở cái thông tư 200 của Bộ Tài chính thì cũng đã có hướng dẫn rõ là cái việc ghi nhận vốn của nhà đầu tư là sẽ ghi nhận trên cái số ngoại tệ thực góp đó, và ở trong cái quy định về kế toán thì cũng có cái quy định về cái việc là ghi nhận cái sự chênh lệch về tỷ giá. Đấy, cho nên về mặt kế toán là nhà đầu tư có thể nghiên cứu kỹ các cái quy định về kế toán do Bộ Tài chính hướng dẫn để hạch toán ở trên các cái báo cáo tài chính của mình. Đấy, thế còn về mặt mà bây giờ nếu như trong trường hợp mà nhà đầu tư có khó khăn trong cái việc là chuyển cái vốn ngoại tệ và chuyển cái ngoại tệ vào Việt Nam do cái sự thay đổi trên tỷ giá, thì dưới góc độ của Sở Kế hoạch Đầu tư thì hiện nay chúng tôi đang có tiếp nhận và xử lý cho nhà đầu tư. Bởi vì sao? Bởi vì trong luật đầu tư cũng quy định rất rõ là gì, là đối với vốn đầu tư thì nhà đầu tư khi mà nhà đầu tư có cái nhu cầu thay đổi các cái nội dung của cái giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó có cái phần vốn đầu tư ghi nhận bằng ngoại tệ và Việt Nam đồng, nhà đầu tư có thể liên hệ đầu tư để được đăng ký cập nhật cái sự thay đổi về vốn đó. Thì cái sự thay đổi về vốn đây nó có thể là do tỷ giá, do các yếu tố khác, thì nhà đầu tư có thể đăng ký để cập nhật, chúng tôi có xử lý. Tuy nhiên cũng cần phải lưu ý rằng là đấy là về cái quy định của luật đầu tư. Thế còn cái luật doanh nghiệp thì tí nữa chị Thảo Quyên, anh Phấn, anh Hoàng Phấn có thể trao đổi chia sẻ thêm. Thì chúng tôi cũng đang nhận thấy là trong luật doanh nghiệp thì nó lại có cái sự chặt chẽ hơn một chút liên quan đến những cái trường hợp được đăng ký thay đổi cái vốn điều lệ của doanh nghiệp. Đó, trong trường hợp mà doanh nghiệp mà người ta luật doanh nghiệp họ chỉ quy định là trong những trường hợp nhất định là doanh nghiệp mới được đăng ký thay đổi vốn điều lệ, và nó không có cái trường hợp là thay đổi do tỷ giá. Đấy, thế cho nên là về phía vốn đầu tư thì nhà đầu tư có thể cập nhật, nhưng mà về cái phía vốn điều lệ thì chúng tôi đang nhận thấy rằng là luật doanh nghiệp nó chưa quy định cái trường hợp là thay đổi cái vốn điều lệ có tỷ giá. Thì cái chỗ này anh Hoàng Phấn có thể trao đổi thêm với các anh chị em. Cảm ơn chị của anh Tuấn Anh. Thì không biết chị Quyên hay anh Hoàng Tấn thì có chia sẻ thêm gì vấn đề này không ạ?
we think that once again, if the investor have already contributed enough, okay. Xin cảm ơn cái phần chia sẻ của ông Tấn Anh và anh Tuấn. Thì tiếp theo thì tôi có một cái câu hỏi muốn dành cho ông Adam. Thì câu hỏi như sau. Theo ý kiến của ông á, thì nhà đầu tư thường đặt quan tâm chính vào việc gì khi đầu tư vào các thương vụ M&A tại Việt Nam? Có thể như là tình hình sức khỏe của doanh nghiệp, hay là mô hình, hay là quy trình quản lý, hay là những vấn đề khác. Xin mời ông Adam chia sẻ thêm về câu hỏi này ạ. Cảm ơn vì câu hỏi vừa rồi. Đầu tiên thì rất là nhiều các nhà đầu tư rất là muốn đầu tư theo cái hình thức là M&A tại Việt Nam, bởi vì đó là một trong những cái cách rất là nhanh để có thể phát triển tại đây. Và tôi cũng nói rằng là nếu mà không có đủ kinh nghiệm, đúng không ạ? Thì đôi khi sẽ có những cái vấn đề rất là khó khăn cũng như rất là bất ngờ để có thể làm việc với cái luật sư. Và tôi cũng biết là có rất nhiều luật sư ở đây nên tôi sẽ không nói về vấn đề luật nữa. Nhưng mà đầu tiên là họ sẽ... Đầu tiên tôi vẫn xin xác định là có rất là nhiều các cái doanh nghiệp tại Pháp quan tâm đến cái việc đầu tư theo cái thương vụ M&A để có thể thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh hơn. Chúng ta nói về EVFTA rất là nhiều, đúng không ạ? Và họ đang muốn đã nhanh chóng thúc đẩy rút ngắn cái khoảng thời gian này. Vì vậy thì đây là cái điều đầu tiên mà tôi có thể xác nhận được. Tiếp theo là về những cái mô hình kinh doanh thì dĩ nhiên là mọi người sẽ luôn luôn xem xét những cái mô hình khác nhau. Và nếu mà tôi có thể nói thì tôi thấy là đôi khi có những cái cách tiếp cận khác nhau, bởi vì cái cách tiếp cận giữa Việt Nam và Pháp không giống nhau. Và cần có một khoảng thời gian để hai bên để trao đổi về những cái chiến lược phát triển của hình kinh doanh mà sao các bên nó thể hợp tác với nhau. Nên là chúng ta cần phải có kinh nghiệm cũng như là cần phải có những cái chuyên gia để hỗ trợ. Và dĩ nhiên tôi không phải là một chuyên gia như vậy. Và tôi thấy là có rất là nhiều các cái quý vị có thể là chuyên gia tham gia vào trong cuộc hội thảo ngày hôm nay để hiểu được những cái sự khác biệt giữa cái văn hóa, những cái mô hình kinh doanh của Pháp là gì. Và một lần nữa thì cái tính bên cạnh cái vấn đề về mô hình kinh doanh thì những cái sự minh bạch, rồi cái việc là chúng ta trao đổi với ai, liên hệ với các cái cơ quan nào, cái cơ quan nào là cơ quan đưa ra quyết định chính, thì cũng là một cái vấn đề mà các doanh nghiệp Pháp rất là quan tâm. Một trong những cái ưu điểm như tôi đã chia sẻ đó chính là cái viễn cảnh rất là tốt dành cho rất là nhiều các cái ngành khác nhau, như là sản xuất, rồi thương mại điện tử như anh Siết Di Trung đã chia sẻ, rồi cái việc mà viễn thông, rồi chuyển sang chuyển đổi số 4.0 thì rất là hứa hẹn đối với các nhà đầu tư. Tôi nghĩ cái vấn đề vẫn quan trọng nhất vẫn chính là cái niềm tin và cái sự minh bạch. Thì đó là cái điều mà các nhà đầu tư muốn tìm kiếm. Họ muốn biết là họ đang làm việc với ai, cái mô hình như thế nào. Dĩ nhiên là chúng ta dễ nói cái từ là mô hình kinh doanh đi. Nhưng mà khi mà chúng ta tìm hiểu kỹ thì đối với Pháp và đối với Việt Nam thì sẽ có những cách hiểu về cái mô hình kinh doanh khác nhau. Rồi chúng tôi cũng làm việc với rất là nhiều các cái thành viên để có thể hiểu được những cái khó khăn, thách thức khi mà làm việc tại Việt Nam, để giúp họ thu hẹp những cái khoảng cách về cái sự hiểu biết về cái cách, về cái góc nhìn giữa các cái bên khác nhau khi mà họ làm việc trong các cái thương vụ M&A. Thì để tóm lại thì tôi cho rằng là chúng tôi sẽ cố gắng có những cái hoạt động hỗ trợ nhiều hơn trong tháng tới, bởi vì có rất là nhiều những cái doanh nghiệp đang rất là mong muốn đầu tư vào trong cái lĩnh vực M&A này, và thậm chí là có một số doanh nghiệp cũng muốn nhanh chóng đẩy nhanh những cái tiến độ và tận dụng được cái thời cơ này. Bên cạnh những cái vấn đề khó khăn thách thức như tôi đã chia sẻ trong vòng 2, 3 đến 6 tháng thì họ không muốn lãng phí thời gian và muốn tranh thủ bắt đầu ngay từ những cái giây phút này để có thể tiếp cận một cách nó rõ ràng, chính xác nhất, và cũng như là nhận được nhiều những cái lời khuyên hữu ích từ phía các cái chuyên gia ở Việt Nam. Xin cảm ơn. Tôi cũng muốn chia sẻ một chút về cái vấn đề này ạ. Xin mời ông sẽ chỉ chung. Từ phía anh Adam thì nó có thể thấy là
đối với cả các nhà đầu tư mới cũng như các nhà đầu tư đang làm việc tại Việt Nam. Thì chúng ta cũng đã nói về cái vấn đề về tăng trưởng, về những cái triển vọng, giá trị, đúng không ạ? Thì tôi cũng thấy dễ dàng hiểu được cái câu chuyện này. Nhưng mà để nhìn một cách thực tế hơn, kéo mọi người lại với thực tại ha, thì đó chính là dành cho các cái cơ quan có liên quan để có thể hiểu được, cũng như là có cái thời biết được cái kỳ vọng của các doanh nghiệp nước ngoài là gì và tại sao họ lại đầu tư hoạt động trong một cái lĩnh vực nhất định này. Thứ nhất là họ phải hiểu được là cái doanh nghiệp này đang làm gì này, đúng không? Rồi cái vấn đề về minh bạch như anh Adam đã nói, để có thể chia sẻ với các bên. Nếu không thì giống như mà chúng ta nói là đồng sàng dị mộng đó, có nghĩa là chúng ta cùng làm việc một vấn đề nhưng mà chúng ta lại có những cái cách suy nghĩ khác nhau. Rồi cái điều mà cái doanh nghiệp đó muốn làm là gì ạ? Khi mà họ đầu tư thì họ tập trung vào lợi nhuận hay là họ đang muốn thu hút thêm cái nhà đầu tư khác? Có thể tôi không bán hàng nhưng mà tôi khi mà tôi mua cổ phiếu, chúng ta có những cái góp vốn cổ phần thì cái mục đích là gì? Thì trong cả hai trường hợp thì tôi đều lấy được lại cái khoản lợi nhuận từ cái quá trình đầu tư đó. Và trong cái phần thứ hai thì cái điều mà các cái doanh nghiệp đang cố làm ở đây đó chính là chúng ta cố gắng là tránh có được thêm những cái nguồn đầu tư mới vào trong cái công ty của mình, mặc dù là tôi biết là tôi đang bị pha loãng cái tỷ lệ sở hữu. Và dĩ nhiên vậy thì cái kết quả của cái quá trình mà chúng ta góp vốn lại là như thế nào, chúng ta đầu tư là như thế nào, thì có rất là nhiều các cái trường hợp mà những cái kỳ vọng của các nhà đầu tư không được đáp án. Rồi với rất là nhiều các cái nhà đầu tư mới sẽ nhập thị trường thì họ mới nói rằng trong vòng 5 năm nữa thì chúng ta sẽ mua lại toàn bộ những cái cổ phiếu từ phía bên sáng lập. Thì và dĩ nhiên là từ người sáng lập thì họ sẽ hưởng được một cái nguồn lợi nhuận rất là lớn. Và có thể đây là một những cái động lực mà để các cái bên sáng lập công ty tiếp tục làm việc với các nhà đầu tư. Nhưng đôi khi nó cũng có thể là những cái câu chuyện khác, những cái góc nhìn khác, có thể là một cái công ty liên danh đi, để có thể cùng làm việc với nhau và phát triển về mặt dài hạn. Và đối với cái lĩnh vực startup nữa, rồi các cái vấn đề về IPO, thì đối với những cái nhà đầu tư chiến lược thì họ không quan tâm về việc IPO, họ chỉ quan tâm về cái việc đầu tư là gì, cái khả năng phát triển, đưa ra những cái sản phẩm như thế nào, mang lại giá trị ra làm sao. Vậy thì tất cả những cái điều mà tôi nói ở đây đó chính là có rất là nhiều những cái lý do khác nhau để các cái bên tham gia vào các cái thương vụ M&A, có thể là vì mặt chiến lược hay là vì cái vấn đề về vốn đi tư, hay là về IPO, hay là thậm chí chúng ta không quan tâm về vấn đề này, thì có rất là nhiều cái lý do, những cái yếu tố mà tác động đến cái quyết định tham gia vào cái hoạt động M&A này dành cho cả hai bên. Thì chúng ta cần phải hiểu được chính xác là cái kỳ vọng là gì. Rồi khi nhìn vào M&A thì nó cũng không giống như là việc chúng ta hẹn hò, nếu có mặt không đơn giản như vậy, mà chúng ta cần phải có một cái sự rõ ràng. Nhưng mà song song với đó, cái việc mà chúng ta kết hôn và sống chung với nhau trong 10 năm đến 20 năm thì đó là một cái hành trình rất là dài, chứ không phải là chúng ta hẹn hò vào một hay ba bữa. Và khi mà chúng ta ký kết và chúng ta bắt đầu một cái hành trình như vậy thì chúng ta cần phải có một cái góc nhìn nói dài hạn hơn, phải chia sẻ với nhau hết tất cả những cái gì mà các bên mong muốn để có thể làm việc được một cách nó hiệu quả nhất, cũng như là để có được một cái cuộc hôn nhân nó hạnh phúc và viên mãn nhất. Thì tôi nghĩ rằng là các cái bên cần phải hiểu được những cái vấn đề như vậy để có thể có được những cái kết quả mà mình mong muốn. Và còn không thì chúng ta sẽ phải gặp rất nhiều những cái vấn đề về pháp lý, tranh cãi, rồi luật sư, đúng không ạ? Và hiện tại thì Việt Nam cũng đã có rất là nhiều những cái thay đổi về khung pháp lý rồi, có rất là nhiều những cái sự cải thiện rồi. Thì từ đó chúng ta có thể có được những cái thương vụ M&A nó gắn liền với đời thật nhiều hơn, nó thật sự thực chất mang tới cái giá trị đóng góp nhiều hơn cho các cái bên. Và Việt Nam cũng đã có rất là nhiều những cái cơ chế hiệu quả đưa ra dành cho các nhà đầu tư. Và mọi người cho rằng là những cái cơ chế này giúp
cho các cái cấu thương vụ M&A ngày càng phát triển, tăng trưởng nhiều hơn. Vậy thì đó là những cái vấn đề mà chúng ta cũng cần lưu ý về cái vấn đề quy trình và phê duyệt, rồi DPI từ phía sở kế hoạch và đầu tư và các cái cơ quan quản lý liên quan mà chúng ta cũng cần phải lưu ý để có thể đảm bảo có được những cái thương vụ M&A thành công nhất, M&A thành công nhất. Cảm ơn phần chia sẻ của ông Adam. Thì đã có một cái góc nhìn cũng khá lạc quan cho các thương vụ M&A Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh Covid, nhưng mà có thể tận dụng được các hiệp định EVFTA để có thể là thu hút đầu tư như là EVFTA có thể đầu tư Việt Nam. Thì dưới góc nhìn của ông Sế Chi Trung thì là một cái luật sư thì cũng phân tích rất là nhiều khía cạnh liên quan đến những cái trình tự thủ tục, những cái mục đích, những cái lý do cho một cái thương vụ M&A thành công. Thì rất là cảm ơn sự chia sẻ của hai ông. Thì tiếp theo thì tôi có một cái câu hỏi muốn dành cho chị Tuyết. Cái câu hỏi rất là hay từ khán giả, từ những cái bạn tham gia, thì câu hỏi như sau, đó là luật sư đại diện cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chịu ảnh hưởng dịch COVID-19 liên quan đến phương thức giải quyết tranh chấp trong trường hợp các bên thỏa thuận trọng tài nhưng không thỏa thuận tại hợp đồng và khi tranh chấp xảy ra thì không thỏa thuận được, thì cái việc giải quyết tranh chấp qua hình thức trực tuyến tại VIAC thì liệu nguyên đơn có thể áp dụng quy định tại điều 43 khoảng 5 của luật trọng tài thương mại để yêu cầu VIAC giải quyết tranh chấp qua hình thức trực tiếp được hay không? Thì xin mời chị Tuyết. Thì ở dưới góc độ là thì chúng tôi xin sẻ thêm là để thực hiện điều 43 khoảng 5 thì trước tiên là phải có một cái thỏa thuận trọng tài, và cái thỏa thuận này trọng tài này không rõ ràng thì dựa vào đó thì có các bên phải thỏa thuận lại, và nếu mà không thỏa thuận đạt được thì sẽ người đi kiện là nguyên đơn có thể có quyền chọn bất kỳ một cái tổ chức trọng tài nào, thí dụ như là chọn trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam để giải quyết chấp. Đó là điều tinh thần của điều 43 khoảng 5 của luật trọng tài. Alo. Thì có lẽ thì chúng tôi là ban tổ chức thì nhận được khá nhiều câu hỏi, khoảng 50 cái câu hỏi. Thì chúng tôi bên cạnh cái phần hỏi trực tiếp cho các báo cáo viên, các speakers, thì chúng tôi cũng muốn là các khán giả có thể tương tác trực tiếp với các báo cáo viên bằng tức là giơ tay, raise hands. Thì ban tổ chức sẽ kết nối thông tin với trực tiếp các báo cáo viên có thể trả lời cho các câu hỏi. Thì xin mời chị Trinh tiến hành điều phối tiếp theo. Thì chắc là mời chị Nguyên và anh Tuấn đi ạ. Xin mời. Tuấn thấy có trả lời của chị Quyên đầy đủ rồi. Nguyên tắc mà khi đọc và thì bạn có thể xem xét để áp dụng về vấn đề tiếp cận thị trường. Thế còn vấn đề fintech thì chắc là nhờ Quyên nhỉ? Quyên lúc nãy có đề cập đến một số các cái vấn đề về fintech. Dạ, cảm ơn chị Tuyết. Cảm ơn bạn lấy cái nick là Hoàng Minh đã hỏi hai câu hỏi liên quan đến fintech và vấn đề lựa chọn và hiểu WTO, CPTPP và các cái hiệp định. Thì liên quan đến câu hỏi mà chị Tuyết vừa trả lời nên thôi theo mặt thì tôi xin bổ sung một chút xíu nữa để bạn có thể nắm, còn cái fintech thì tôi sẽ trả lời tiếp theo. Thì bạn nghiên cứu thì chắc bạn cũng đã nắm là WTO thì sẽ sử dụng phương pháp chọn cho, trong khi CPTPP thì sử dụng phương pháp tiếp cận là chọn bỏ. Thì theo đó thì theo CPTPP, những ngành nào mà được bảo lưu minh thị tại CPTPP, cụ thể là tại cái danh mục các biện pháp bảo lưu không tương thích với nghĩa vụ tài chính của chương dịch vụ và chương đầu tư thì sẽ có hạn chế về tiếp cận thị trường. Còn đối với những cái ngành khác không cam kết thì nhà đầu tư nước ngoài được thuộc các thành viên nha, thuộc các thành viên mà CPTPP, quốc gia thành viên CPTPP thì sẽ được đối xử như nhà đầu tư trong nước theo nguyên tắc đối xử quốc gia và không bị áp dụng hạn chế tiếp cận thị trường. Cho nên khi mà bạn muốn nghiên cứu
bạn hiểu thì bạn sẽ xem những cái nguyên tắc như vậy, tức là đầu tiên là xem WTO, xem qua CPTPP, xem qua quốc tịch của nhà đầu tư và xem qua luật quy định trong nước đối với những cái ngành nghề mà nhà đầu tư muốn tham gia, muốn đầu tư. Đó là về cái câu hỏi số 2. Câu hỏi số 1 về fintech á, thì fintech thì nó là một cái khái niệm mới giống như tôi đã trình bày, tức là nó không phải là vấn đề tài chính truyền thống mà nó có thể là P2P lending, nó có thể là e-payment, nó có thể là rất là nhiều thứ. Mà nó gọi là nó chưa có quy định trong những cái văn bản pháp luật tài chính ngân hàng tổ chức tín dụng hiện tại của Việt Nam. Và do vậy ví dụ như hiện tại mà nếu mà bạn nghiên cứu về fintech chắc cũng thấy có cái vụ mà P2P lending và có những cái quy định là vì luật Việt Nam chưa có quy định nên các doanh nghiệp mà làm P2P lending họ đã sử dụng những cái quy định hiện tại, họ vận dụng để họ áp dụng và dẫn đến tình trạng là có những doanh nghiệp đã bị coi là xử lý vi phạm. Nhưng mà khi mà cơ quan nhà nước tiến hành điều tra hoạt động nghiên cứu sâu hơn thì cũng chưa tìm thấy một cái cơ chế rõ ràng nào để có thể xử phạt chẳng hạn là như vậy. Thì hiện tại những cái quy định đó nó còn khá là mờ và nó là gray area, nó là một cái phạm vi mà hiện tại không có một cái gì rõ ràng cụ thể, cho nên doanh nghiệp triển khai theo quy định hiện tại thì không được, mà theo quy định mà không làm thì nó sẽ rất là hạn chế cái cơ hội đầu tư. Thì tôi nghĩ là nó, nếu mà bạn coi cái quy định về vấn đề sandbox hiện tại thì cũng sẽ thấy rằng là nhà nước cũng đang cố gắng để áp dụng cái cơ chế thử nghiệm. Và theo đó, ví dụ như P2P lending chẳng hạn, nó sẽ P2P lending hoặc là những cái cơ chế mà họ kêu gọi những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ, rồi blockchain, rồi có những cái ví dụ như những cái doanh nghiệp bất động sản chẳng hạn, họ muốn bán ra những cái sản phẩm bằng cách là kêu gọi trên số đông, thì đó là những cái mà hiện tại cơ chế hiện tại nó không đủ để cho họ có thể áp dụng. Quy định mà khung pháp lý hiện tại nó không có thì có thể là sẽ phải vận dụng cái cách áp dụng mà sandbox. Tuấn, em có bổ sung gì nữa không? Không, các ghi đấy là cũng em không có ý kiến gì thêm mời chị. Dạ. Dạ vâng, chị Hoàng Minh ơi, vâng, chị với lấy cái nickname Hoàng Minh á, thì không biết là với cái câu trả lời vừa rồi của hai chuyên gia thì mình còn vấn đề nào khác hay không chị ha? Dạ không ạ, tôi rõ rồi, tôi cảm ơn ạ. Dạ vâng, dạ kính thưa các chuyên gia cũng như là các quý vị đại biểu tham dự thì với cái số lượng câu hỏi thì rất là nhiều, có nghĩa là nó đã lên đến là khoảng hơn 60 câu hỏi, thì có nghĩa là cái thời gian của chúng ta hiện tại thì sẽ không đủ để mà giải quyết toàn bộ các câu hỏi này, cho nên là ban tổ chức sẽ gửi lại các câu hỏi mà các anh chị đã gửi về cho các chuyên gia để cho các chuyên gia trả lời qua email và sau đó là sẽ tập hợp lại và chuyển lại cho các anh chị sau đó. Vâng, và đến thời điểm này thì buổi hội thảo của chúng ta cũng đã trải qua cũng hơn 3 tiếng đồng hồ làm việc, thì có thể thấy là buổi hội thảo đã đem lại rất là nhiều các cái thông tin cũng như là những cái số liệu có giá trị, đặc biệt là với cái góc nhìn của các nhà đầu tư nước ngoài thì chúng ta cũng thấy được là trong cái bối cảnh hiện tại thì các cái doanh nghiệp nước ngoài đang gặp phải rất là nhiều cái vấn đề và cũng có nhiều rất nhiều những cái kiến nghị và cái đóng góp để mà cùng nhau cùng đất nước vượt qua cái giai đoạn khó khăn hiện tại. Thì thay mặt cho ban tổ chức thì em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị đã tham dự cái buổi ngày hôm nay cũng như là tất cả các báo cáo viên đã sắp xếp thời gian tham dự và có những cái bài trình bày cũng như giải đáp rất là chi tiết cho doanh nghiệp. Ban tổ chức mong là những cái thông tin vừa rồi mà các báo cáo viên mang lại thì sẽ giúp cho quý doanh nghiệp có những cái định hướng phù hợp và hiệu quả hơn nhằm giữ vững hoạt động kinh doanh và cũng như sẵn sàng khôi phục khi đại dịch qua đi. Trong quá trình tổ chức thì ban tổ chức cũng có một số các lỗi về kỹ thuật, thì rất là mong là các anh chị sẽ thông cảm và thu thập cho mình được những cái thông tin quý giá sau cái buổi hôm nay. Một lần nữa thì ban tổ chức xin cảm ơn tất cả các báo cáo viên cùng các anh chị và kính chúc các anh chị thật nhiều sức khỏe cùng nhau vượt qua đại dịch Covid này ạ. Xin trân trọng cảm ơn và kính hẹn các anh chị tại những cái sự kiện khác của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cũng như là Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư ở Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chân thành cảm ơn ạ. Cảm ơn. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn anh Tuấn Anh, chị Quyên, chị Tuyết và anh Tuấn đã tham dự cái phần discussion hôm nay ạ.
Thank you, Mr. Sik Yi Chung and Mr. Adam Kovacsason for your answering all the questions of the audience. And I hope that in the future we can invite you to some conference or seminar of BF or ITBC. Thank you so much. Cảm ơn ban tổ chức. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn ban tổ chức. Thank you. Thank you. Thank you.